Chương 820, Thái A cổ kiếm. Tiêu Phàm trong phòng, một cỗ hồn lực cực kỳ huyền diệu ba động từ trên người Tiêu Phàm tản ra, tại ngoại thân hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh lục. Hô, đột nhiên, trong miệng Tiêu Phàm thốt ra một vòng trào khí, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, bên trong đôi mắt hiện lên một đạo lục sắc quang mang, nhìn qua cực kỳ tà mị. Chủng ma chi thuật nhị trọng, khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười. Thôn phệ thối hồn đan, hồn lực cùng ý chí Tiêu Phàm đều tăng lên không nhỏ, tu la ý chí càng ổn định tại cảnh giới nhị trọng, hắn tùy thời có thể đột phá chiến đế trung kỳ. Bất quá, hắn lĩnh ngộ bất hủ ý chí vẫn không có đụng chạm đến ngưỡng cửa nhị trọng, trong thời gian ngắn hắn cũng không gấp muốn đột phá. Hồn lực đi qua vô tận chiến quyết, u linh chiến hồn cùng phệ hồn huyết tầm rèn luyện, độ tinh thuần hồn lực so sánh với chiến đế trung kỳ chắc chắn đã mạnh hơn. Mặc dù chỉ là chiến đế sơ kỳ, nhưng thực lực tuyệt đối so với bất luận chiến đế trung kỳ đều không kém hơn. Oanh long long, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, một trận nổ vang đáng sợ từ nơi không xa truyền đến, vị trí gian phòng Tiêu Phàm đều mãnh liệt rung động một cái, cả không khí đều bắt đầu cuồng bạo. Tiêu Phàm vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tình cảnh nơi xa, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lão nhị rốt cục đột phá. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, phương hướng hồn lực ba động truyền đến chính là vị trí gian phòng bàn tử. Nơi đó kim quang bốn phía, uy thế ngập trời, lôi điện xen lẫn, cuồng bạo tới cực điểm, bốn phía cuồn cuộn thiên địa linh khí chen chúc mà vào, không sai biệt lắm tầm 10 tức thời gian, khí tức chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn không cách nào tưởng tượng, bàn tử thức tỉnh chiến tộc huyết mạch đột phá chiến đế cảnh sẽ đạt tới cấp độ như thế nào. Bỏ đi năng lực lĩnh ngộ công pháp và chiến kỹ, dù là Tiêu Phàm hắn cũng không nhất định cho rằng mình là đối thủ bàn tử. Oanh, 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 thời khắc Tiêu Phàm kinh ngạc, liên tục ba tiếng nổ vang đồng thời vang lên, theo thứ tự là vị trí gian phòng quan tiểu thất, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên. Vị trí gian phòng quan tiểu thất kim sắc hỏa diễm đốt cháy, giống như một vầng mặt trời chói lóa, quang mang cực kỳ chói mắt, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Vị trí Sở Khinh Cuồng lại là màu vàng kim nhạt, kiếm khí răng đầy, dường như từng đầu tiểu long du đáng, sóng nước lấp loáng nhưng lại cực kỳ sắc bén. Tiêu Phàm biết rõ hai loại dị tượng là bởi vì quan tiểu thất cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung cùng Sở Khinh Cuồng bát phẩm chiến hồn đế lân kiếm phát ra. Lâu Ngạo Thiên lại là chiến hồn gì? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến, ngẩng đầu hướng về vị trí gian phòng Lâu Ngạo Thiên nhìn lại. Cho tới nay, mặc dù hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên bất phàm, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâu Ngạo Thiên thi triển qua chiến hồn, không, nói cho đúng, Lâu Ngạo Thiên thi triển qua một lần, chỉ là hắn không thấy rõ ràng mà thôi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có thể đại khái đoán được một chút, Lâu Ngạo Thiên sở trường cực kỳ về trường kiếm, nghĩ đến hẳn là chiến hồn loại kiếm. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm trông qua cũng không nhìn thấy bất luận kiếm ảnh gì, chỉ có một cỗ chi uy hoảng sợ chấn động tứ phương, đám người cảm giác thật giống như bị một tòa cự nhạc chấn áp. Lâu Ngạo Thiên làm sao không có chiến hồn? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, cho dù là hắn đột phá chiến đế cảnh, u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều hiển lộ ra. Lâu Ngạo Thiên đột phá chiến đế cảnh, dựa theo lẽ thường mà nói, chiến hồn nhất định sẽ hiển lộ đi ra mới đúng. Dù sao, bàn tử, quan tiểu thất cùng Sở Khinh Cuồng vừa mới đột phá đều có chiến hồn hiển lộ dị tượng, chỉ riêng Lâu Ngạo Thiên không có, điều này khiến Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc. Có lẽ, ta biết hắn là chiến hồn gì. Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh dị vang lên, chẳng biết lúc nào, Vân Khê đi đến bên người Tiêu Phàm nói ra. Chiến hồn gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, cũng không phải hắn tìm hiểu bí mật Lâu Ngạo Thiên. Dù sao biết được chiến hồn cũng không phải sự tình kỳ lạ. Vân Khê thần sắc thập phần ngưng trọng, sau đó lại lắc đầu, nói. Có lẽ ta nhìn lầm, người nắm giữ chiến hồn này nên sớm đã diệt tộc mới đúng, cho dù nắm giữ chiến hồn dạng này cũng không có khả năng chân chính thức tỉnh. Tiêu Phàm càng nghe càng hồ đồ, cái gì chiến hồn không thể thức tỉnh, không phải đều là thông qua chiến hồn điện thức tỉnh sao? Chờ chút, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một sợi tinh quang, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, thầm nghĩ trong lòng. Lần trước sơ tuyển tiến vào bên trong không gian chiến hồn điện kia, những hồn văn đó không phải là dùng chiến hồn để thức tỉnh sao? Không cách nào thức tỉnh chiến hồn, nói cách khác, hồn văn bên trong chiến hồn điện không để cho Lâu Ngạo Thiên thức tỉnh chiến hồn. Thế nhưng nếu không cách nào thức tỉnh, Lâu Ngạo Thiên tại sao lại nắm giữ chiến hồn? Bất quá loại khí thức cùng dị tượng này trong một bản cổ tịch nhìn đến lại thập phần phù hợp. Vân Khê cau mày, hắn có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên nói ra. Rốt cuộc là chiến hồn gì? Tiêu Phàm hỏi, nói một cái danh tự chiến hồn liền để Vân Khê trịnh trọng như vậy, có thể thấy chiến hồn này bất phàm. Lâu Lan cổ địa, Thái A cổ kiếm.
Vân Khê khẽ cắn môi, vẫn là nói ra, bất quá lại truyền âm cho Tiêu Phàm, sợ bị người khác nghe được. Thái A cổ kiếm, Tiêu Phàm cau mày một cái, chiến hồn này hắn còn thật không có nghe nói qua. Lập tức bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm một phen, cũng không tra được bất luận tin tức gì cùng Thái A cổ kiếm cùng Lâu Lan cổ địa có liên quan. Phải biết, tu la truyền thừa vạn năm, trong đó bao hàm toàn diện, có rất ít đồ vật không có ghi chép trong đó. Không đúng, còn có một cái khả năng không cách nào điều tra tin tức Lâu Lan cổ địa cùng Thái A cổ kiếm, chính là ta hiện tại còn không có tư cách biết rõ, chỉ có tiếp tục đột phá mới có thể giải phong tin tức tu la truyền thừa. Tiêu Phàm chấn kinh, như vậy quả thật là thần bí, lai lịch Lâu Ngạo Thiên cũng có chút thần bí, chiến đế cảnh đều không có tư cách biết được. Không sai, chính là Thái A cổ kiếm, hắn sở dĩ không có dị tượng là bởi vì nó căn bản không phải chiến hồn, mà là một thanh kiếm chân chính. Vân Khê truyền âm nói, thần sắc cực kỳ nặng nề. Ban đầu ở cổ tịch nhìn đến những tin tức này, Vân Khê hoàn toàn không tin, một chuôi kiếm chân chính làm sao có thể trở thành chiến hồn. Dù hôm nay nhìn thấy, Vân Khê cũng có chút không tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt, chiến hồn Lâu Ngạo Thiên rất có thể chính là Thái A cổ kiếm trong truyền thuyết. Kiếm chân chính, Tiêu Phàm cũng bị chấn kinh, một thanh kiếm chân chính cũng có thể trở thành chiến hồn. Rất nhiều tu sĩ nắm giữ chiến hồn loại kiếm, không phải cũng có kiếm chân chính tồn tại sao? Đồng dạng, chiến hồn hồn thú cũng có hồn thú chân chính tồn tại, vì cái gì kiếm chân chính không thể trở thành chiến hồn đây? Vân Khê tiếp tục nói, trước đó hắn cũng không tin có loại sự tình này tồn tại, nhưng hiện tại, cảm nhận được Thái A cổ kiếm phát ra khí tức, Vân Khê triệt để tin. Nuốt nước miếng, Vân Khê lại bổ sung một câu, hơn nữa, cùng chiến hồn đối ứng tiệt hồn kiếm, hiện tại ngay trong tay chiến hồn điện. Vân Khê thật đúng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên sóng lớn sóng biển. Thật chẳng lẽ như ta phỏng đoán, mỗi người cũng có chiến hồn, chỉ là cần hồn văn đặc biệt mới có thể thức tỉnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, nếu như suy đoán này là thật, lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến toàn bộ chiến hồn đại lục rung động. Vân Khê, sự tình này ngươi và ta đặt ở trong lòng, nhất định không thể nói ra ngoài. Tiêu Phàm hít sâu một cái truyền âm nói. Việc này liên lụy quá lớn, càng ít người biết càng tốt. Về phần Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm ngược lại không lo lắng cho hắn, hắn dám ở chỗ này đột phá, tự nhiên có thứ hắn ỷ vào, người bình thường khẳng định nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Vâng, công tử, Vân Khê gật gật đầu, hắn cũng biết rõ việc này liên lụy quá lớn, càng ít người biết rõ càng tốt. Đúng rồi, Lâu Lan cổ địa là cái gì? Tiêu Phàm lại hỏi, lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị dẫn ra. Chương 821, ta hài lòng. Lâu Lan cổ địa, nghe được mấy chữ này, Vân Khê trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hồi lâu mới truyền âm nói. Ta biết không nhiều, bất quá có một câu hình dung Lâu Lan cổ địa. Nói cái gì, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Lâu Lan cổ địa, Thái A cổ kiếm, kiếm hồn bất tử, Lâu Lan bất diệt. Vân Khê cơ hồ từng chữ nói ra, Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm 16 chữ này, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, trầm ngâm nói. Kiếm hồn bất tử, Lâu Lan bất diệt, lời nói thật ngông cuồng, trên đời này có ai có thể bất tử bất diệt. Vân Khê một trận trầm mặc, Tiêu Phàm nói, cũng như hắn trong lòng suy nghĩ, trên đời này, ai có thể không chết. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là cường giả chiến đế bởi vì nguyên nhân huyết khí dồi dào, thọ nguyên cũng so với người bình thường kéo dài hơn một chút, nhưng dài nhất cũng chỉ mấy trăm năm, huống chi chiến hoàng cảnh cùng với tu sĩ phía dưới đây. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, 100 năm chớp mắt liền đi qua. Nếu như có thể đột phá chiến thánh, có năng lực đủ sống hơn ngàn năm cũng không nhất định, nhưng ngàn năm qua đi vẫn là một nắm cát vàng. Lâu Lan cổ địa có tồn tại hay không cũng không nhất định. Hồi lâu, Tiêu Phàm thở dài một hơi. Công tử, Lâu Ngạo Thiên họ Lâu, hơn nữa vô cùng có khả năng nắm giữ chiến hồn Thái A cổ kiếm, hắn có thể hay không thực sự là. Vân Khê nhìn chăm chú vị trí phương hướng Lâu Ngạo Thiên, truyền âm nói. Vân Khê, việc này đến đây thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, cái này hắn tự nhiên đã sớm nghĩ đến, chỉ là hắn cảm giác Lâu Lan cổ địa cùng Thái A cổ kiếm quá mức thần bí. Nếu như để cho người ta biết, nhất định sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vâng, công tử, Vân Khê hiểu ý, cũng chỉ có thể xem như cái gì đều không biết, bất quá trong lòng hắn bổ sung một câu. Nếu như Lâu Ngạo Thiên thực sự là Lâu Lan cổ địa, há không phải nói rõ Lâu Lan cổ địa vạn năm trước rất có thể tái hiện thế gian. Nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm đem việc này tiết lộ cho các đại thế gia, người khác không biết Thái A cổ kiếm là cái gì,
nhưng Vân Khê hắn có thể rõ ràng. Đương nhiên, nếu như Vân Khê là người như thế, Tiêu Phàm cũng sẽ không cứu hắn, thế gian vạn vật đều có nhân quả báo ứng. Tiêu Phàm cùng Vân Khê đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn nơi xa, bốn cỗ hồn lực bành trướng ba động rất nhanh liền biến mất, tu sĩ bốn phía bị động tĩnh to lớn hấp dẫn mà đến, đại bộ phận nhìn thấy không có gì phát sinh cũng liền rời đi. Chỉ có một số ít còn âm thầm quan sát, bất quá khi sát khí Tiêu Phàm lăng lệ phát ra, đám người không chút do dự thối lui. Giờ phút này thời điểm bốn người bàn tử đang đột phá mấu chốt, không thể cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, mấy người bàn tử lục tục tỉnh lại, trên người mấy người tùy tiện phóng thích một cỗ khí tức, vừa mới đột phá chiến đế cảnh, bọn hắn còn không cách nào áp chế khí tức hồn lực bản thân. Ngược lại Lâu Ngạo Thiên, khí tức trên người thập phần bình ổn tựa như cái gì đều không phát sinh, nghiễm nhiên chính là một chiến đế cảnh lâu năm, căn bản không giống vừa mới đột phá chiến đế cảnh. Điều này khiến Tiêu Phàm cùng Vân Khê kinh dị một trận. Nhất là Tiêu Phàm, hắn biết rõ nội tình bàn tử, Quan Tiểu Thất, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng bốn người, thậm chí bàn tử đi ngủ thức tỉnh chiến tộc huyết mạch đều có chút áp chế không nổi khí tức tự thân, huống chi Lâu Ngạo Thiên đâu. Thái A cổ kiếm thật đúng là không giống bình thường. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ đem việc này đặt ở trong lòng. Chúc mừng, Tiêu Phàm hướng về phía đám người hơi hơi chắp tay, từ đáy lòng chúc mừng. Tiêu huynh, đa tạ, Lâu mỗ thiếu ngươi một nhân tình. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên làm một lễ thật sâu, đối Tiêu Phàm một xá, hết sức trịnh trọng nói ra. Điều này khiến Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, hắn chưa bao giờ thấy qua Lâu Ngạo Thiên đối với người được đại lễ như vậy, liền vội vàng khoát tay nói. Lâu huynh nghiêm trọng, ta không nhận nổi đại lễ như vậy. Không được, ngươi không biết bát phẩm thối hồn đan đối với ta giá trị như thế nào, một lễ này ngươi không nhận không được. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu. Một chút cũng không giống nói đùa. Nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên cố chấp như vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, vừa vặn tiếp nhận một lễ này. Tiêu huynh, đa tạ. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái, hơi hơi thi lễ nói, hắn trong lòng hết sức phức tạp, nguyên bản Sở Khinh Cuồng hắn không muốn tiếp nhận bất luận ân huệ kẻ nào, nhưng Tiêu Phàm lại nhiều lần cho hắn đại ân huệ, hơn nữa còn là đại ân huệ hắn không thể cự tuyệt. Mặc dù Sở Khinh Cuồng hắn vẫn muốn trả nhưng hắn phát hiện tại thiếu Tiêu Phàm cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Phàm mỉm cười, hắn biết Sở Khinh Cuồng làm người, biết rõ chỉ có tiếp nhận lòng biết ơn Sở Khinh Cuồng, trong lòng Sở Khinh Cuồng mới có thể dễ chịu một chút. Về phần Quan Tiểu Thất cùng bàn tử, hai người bèn nhìn nhau cười, cũng không nói gì thêm, huynh đệ không cần nói xin lỗi, cũng không cần nói tạ ơn. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại nhìn thấy hai đạo lưu quang gào thét mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong tiểu viện. Lôi Hạo, bàn tử mấy người liền nhận ra. Tất cả đều đề phòng không thôi, tăng thêm khí tức tùy tiện trên người, nhìn qua giống như muốn ra tay đánh nhau. Tiêu Phàm, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Lôi Hạo coi thường những người khác, còn người băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lôi Cửu cùng Lôi Hạo tới đây, Lôi Cửu lại cau mày một cái, nhìn về phía mấy người bàn tử, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hai ngày trước đến nơi này, bọn hắn cũng chỉ là chiến hoàng cảnh, hôm nay vậy mà tất cả đều đột phá đến chiến đế cảnh. Trong lòng Lôi Cửu kinh ngạc nói. Nói không chấn kinh là không có khả năng, chiến đế cảnh đó, không phải dễ dàng đột phá như vậy, dù là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn thì như thế nào, chỉ cần chưa từng lĩnh ngộ ý chí, vô luận như thế nào đều không có khả năng đột phá chiến đế cảnh. Nếu như chỉ có một tên đột phá chiến đế cảnh, Lôi Cửu cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng mấu chốt là, trong vòng hai ngày ngắn ngủi có bốn người đột phá chiến đế cảnh, điều này cũng có chút quỷ dị. Lôi Cửu còn muốn quan sát, lại bị lời nói Tiêu Phàm kéo trở về. Chỉ thấy Tiêu Phàm nói. Hứa hẹn, cam kết gì? Đây là cửu phẩm tử vận Long Hoàng Tham, người muốn đổi ý hay sao? Lôi Hạo phẫn nộ quát, hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hộp ngọc, tiện tay ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận hộp ngọc, mở ra vừa mở, một cây nhân sâm tử sắc tiểu long trong trạng thái yên tĩnh nằm ở đó, tản ra mùi thơm nồng nặc, Tiêu Phàm cảm giác huyết dịch đều sôi trào. Đây đúng là tử vận Long Hoàng Tham, bố cáo kia thì sao? Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Có tử vận Long Hoàng Tham, tu luyện bất diệt kim thân hẳn là sẽ đến cảnh giới đại thành, thậm chí có cơ hội chạm đến bất hủ ý chí, thực lực ta cũng sẽ tiến một bước. Bất quá, có vẻ như tử vận Long Hoàng Tham cũng tới quá thuận lợi a. Trong lòng Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Báo cáo, hiện tại cả tòa thánh thành đều biết rõ Lôi gia ta rồi, ngươi hài lòng chưa? Không nói tỏ rõ còn tốt. Vừa nói đến hai chữ bố cáo, Lôi Hạo liền nổi giận trong bụng.
Ngay cả Lôi Cửu cũng thập phần khó chịu, bởi vì sự tình này, Lôi gia xem như mất mặt triệt để. Lôi Hạo âm thầm thề, một khi bản thân khôi phục tu vi, nhất định phải khiến Tiêu Phàm chết không có chỗ chôn. Vậy sao? Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ, cho bàn tử một cái ánh mắt, bàn tử trong nháy mắt biến mất tại chỗ, việc này khiến Lôi Hạo phổi đều kém chút tức điên, tiểu tử này vậy mà thực không tin hắn. Không sai biệt lắm mười mấy tức sau, bàn tử trở về, hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng bàn tử cũng thập phần không bình tĩnh. Hiện tại ngươi hài lòng rồi chứ? Lôi Hạo hù lạnh một tiếng nói. Ta hài lòng, Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc gật gật đầu, một bộ khí định thần nhàn, nói. Đi theo ta, ta giải trừ phong ấn cho ngươi. Chương 822, nô dịch ý chí. Chờ đã, nhìn thấy Tiêu Phàm đi đến cửa ra vào, Lôi Cửu đột nhiên mở miệng kêu lên. Vừa mới chuẩn bị cùng Lôi Hạo đi lên, đột nhiên ngừng thân hình, nghi hoặc nhìn Lôi Cửu. Làm sao, hối hận à? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Lôi Cửu, đưa tay lấy ra hộp ngọc chứa tử vận Long Hoàng Tham, nói. Nếu như bây giờ hối hận vẫn còn kịp, tử vận Long Hoàng Tham các ngươi cầm trở về sau cũng không cần lại tới tìm ta. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi hiểu lầm ý tứ lão phu. Lôi Cửu hận không thể bóp nát Tiêu Phàm, nhưng ngoài mặt vẫn là tâm bình khí hòa nói ra. Ý ta là, giải trừ phong ấn Hạo Nhi, lão phu muốn ở đây, dù sao vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, lão phu cũng có thể giúp đỡ một hai. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng lão hồ ly, Lôi Cửu không hổ là lão quái vật sống mấy chục năm. Vậy mà khắp nơi để phòng mình. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này Tiêu Phàm muốn phản bác, cũng không có bất kỳ lý do gì. Nghĩ vậy, trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng lóe qua một đám suy nghĩ, như Lôi Cửu quả thật đi theo bên cạnh mình, kế hoạch của hắn sẽ phải ngâm nước nóng. Mà kế hoạch một khi thất bại, nghênh đón Tiêu Phàm hắn chỉ có tử vong, cho nên vô luận như thế nào, Tiêu Phàm cũng không thể để cho Lôi Cửu ở bên cạnh hắn. Tiêu Tiểu Hữu, có vấn đề gì không? Nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, Lôi Cửu lại mở miệng hỏi. Trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Một bên bàn tử đám người nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời liều mạng, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Cũng không có vấn đề gì, nhưng giải trừ phong ấn không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Lão phu ở một bên nhìn xem, tự nhiên sẽ không quấy rầy ngươi. Lôi Cửu thản nhiên nói, một bộ không cho phép phủ định. Lần trước Hoa Gia Hoa Thiên Bảo Đại Long Đế Triều cũng nói như vậy, nhưng về sau lại hại chết nhi tử hắn, cuối cùng lại đổ đến người ta đều đang hoài nghi, con trai của hắn có phải là hắn thân sinh hay không. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí thập phần bình thản. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lôi Cửu cùng Lôi Hạo đồng thời có biến hóa, bọn hắn chỗ nào không hiểu ý Tiêu Phàm, Lôi Cửu ngươi muốn tại một bên xem, căn bản là không có hảo tâm. Thậm chí còn muốn hại chết Lôi Hạo. Đến thời điểm liền sẽ đem trách nhiệm này đẩy lên người Tiêu Phàm ta. Lôi Cửu thân làm Lôi gia đại trưởng lão, kiêng kỵ nhất chính là sự tình như vậy, nếu như Lôi Hạo thực bởi vì hắn mà chết, đoán chừng hắn cũng sẽ rước họa vào thân. Về phần Lôi Hạo, đó là càng không nói đùa sinh mệnh mình, cho dù là Lôi Cửu, hắn cũng sẽ không hoàn toàn đem tính mệnh ký thác vào trên người người khác. Đại trưởng lão, làm phiền ngươi bên ngoài thủ hộ đi, nếu như ta xảy ra việc gì ngoài ý muốn, ngươi trước tiên giết hắn là được. Lôi Hạo tàn khốc nhìn Tiêu Phàm nói. Nói đến cùng, Lôi Hạo cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lôi Cửu, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không cự tuyệt ý tứ Lôi Cửu. Lôi Cửu mị mị hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lóe qua một tia sát ý nồng đậm, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm cố ý khích bác ly gián. Nguyên bản hắn còn muốn nói cái gì, nhưng Lôi Hạo đều không tin hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Hạo Nhi yên tâm, ngươi không có sự tình gì. Trên mặt Lôi Cửu miễn cưỡng hiện ra một nụ cười, mọi người liền có thể nhìn ra, Lôi Cửu cùng Lôi Hạo hai người ở giữa đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện vết nứt, tất cả những thứ này chỉ bởi vì một câu của Tiêu Phàm mà thôi. Tiền bối, nếu như ngươi không tin tại hạ, ở một bên quan sát cũng không có gì. Tiêu Phàm cười cười, hắn không ngại lại ác tâm lần nữa. Hừ, Lôi Cửu hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng rồi, quá trình giải trừ phong ấn khả năng có chút thống khổ. Qua một lúc Lôi Hạo kêu có chút thê thảm, tiền bối không nên ngạc nhiên, đừng trách ta không sớm nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm cười cười, Lôi Cửu hận không thể một cái tát chết tiểu tử này, bình tĩnh trên mặt chậm rãi tràn ngập một tầng sương lạnh, quả thực là một chữ đều nói không ra. Nhìn thấy bộ dáng Lôi Cửu, thời khắc Tiêu Phàm quay người, khóe miệng dương lên, liền một bước bước vào bên trong cửa phòng, Lôi Hạo do dự một cái cũng cùng đi theo. Đi vào trong phòng, Lôi Hạo tiện tay đóng cửa phòng. Nhìn Tiêu Phàm bình chân như vậy thưởng thức trà thơm, cười lạnh nói.
Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng tâm tư ngươi có thể giấu giếm được ai, muốn khích bác ly gián, bằng ngươi còn non một chút. Có đúng không? Tiêu Phàm chậm rãi đặt chén trà xuống, trong nháy mắt một chút, một đạo kiếm mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đánh vào phía trên xà nhà. Tiêu Phàm, ngươi muốn giết ta, tốt nhất nên nghĩ rõ ràng. Động tác Tiêu Phàm làm Lôi Hạo dọa kêu to một tiếng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn giết hắn, lập tức hét lớn. Mặc dù giết ngươi như giết chó, nhưng ngươi còn không có tư cách chết ở trên tay của ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ong ong, lời còn chưa dứt, từng đạo gợn sóng từ trong hư vô nở rộ mà ra, tại hư không chợt lóe lên rồi biến mất, hư không rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ân, cũng đúng lúc này, Lôi Cửu ở bên ngoài đột nhiên cau mày một cái, thần sắc ngưng trọng, bởi vì hồn lực hắn đột nhiên bị một cỗ đại lực ngăn cản bên ngoài, rốt cuộc không tới gần được. Câu nói Lôi Hạo sau cùng kia rõ ràng còn quanh quẩn trong đầu hắn, chỉ là nghĩ đến thần sắc Tiêu Phàm đắc ý, trong lòng Lôi Cửu cũng có chút bồn chồn. Tiêu Phàm tiểu tử kia là cố ý chọc giận Lôi Hạo, để cho ta lo lắng, nếu như ta xông vào, nhất định sẽ để người mượn cớ, cho là ta muốn hãm hại Lôi Hạo. Nghĩ vậy, Lôi Cửu hít sâu một hơi, thôi, nghĩ đến Tiêu Phàm cũng không dám động thủ với Lôi Hạo. Lôi Cửu đều không biết là, trước kia hắn một câu Hạo Nhi, bây giờ lại biến thành Lôi Hạo, gọi thẳng tên Húy. Trong phòng, Lôi Hạo kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, quang mang chớp nhấp nháy về sau, một đạo điểm sáng màu xanh lục đột nhiên từ trong con mắt Tiêu Phàm bắn ra. Ngay sau đó, một cỗ tu la ý chí bàng bạc xông thẳng não hải Lôi Hạo chỉ cảm thấy bị lôi điện đánh trúng. Mặc dù hắn không cách nào vận dụng hồn lực nhưng ý chí hắn cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh, dù sao hắn là một trong thánh thành bát tuấn, lực lượng ý chí chiến đế cảnh giờ phút này được hắn phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì? Lôi Hạo gầm thét, ý chí hắn tuy mạnh nhưng ý chí Tiêu Phàm cũng không yếu, nếu như không phải bị phong ấn hồn hải, Lôi Hạo có lẽ còn có thể đánh cược một lần. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể kiên trì chốc lát, rất nhanh liền bị ý chí Tiêu Phàm phá tan. Hơn nữa, Lôi Hạo phát hiện, ý chí Tiêu Phàm đơn giản như là hồng lưu, đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre, ý chí hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh tan. Ta muốn làm gì? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói. Trong phòng này, ta đã sớm chuẩn bị tốt hồn giới, ngươi nói ta muốn làm gì? Rất nhiều người biết ta tới nơi này, nếu như ta chết ở chỗ này, ngươi cũng không có khả năng sống sót. Lôi Hạo giống to, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, đành phải uy hiếp nói. Lúc này hắn rất hy vọng Lôi Cửu xuất hiện, nhưng hắn nhất định thất vọng, Tiêu Phàm bố trí kết giới, làm sao có thể điểm ấy khí thế cùng thanh âm đều không ngăn cản được. Lúc này còn uy hiếp ta, hữu dụng không? Huống chi, ta lại không muốn giết chết ngươi, chỉ là nô dịch ý chí ngươi mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh. Sau một khắc, lục quang trong hai mắt càng tăng lên, như hồng thủy hướng não hải Lôi Hạo. Chủng ma chi thuật đệ nhị trọng, nô dịch ý chí thi triển. Chương 823, ba loại phương pháp. A, trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Lôi Hạo, một cỗ hồn lực cuồng bạo ba động quét sạch bốn phương tám hướng. Dù là Tiêu Phàm bố trí hồn giới cũng ngăn cản không được. Mặc dù vẻn vẹn trong nháy mắt, cỗ hồn lực ba động kia giống như thủy triều thối lui. Nhưng thanh âm kia, đám người bên ngoài nghe được nhất thanh nhị sở, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hồn lực bàng bạc ba động, tất cả đám người bàn tử đều khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người Lôi Cửu. Lôi Cửu biến sắc, lách mình chuẩn bị xông vào trong phòng, chẳng qua là khi tay hắn vừa mới chạm tới cửa phòng, lại đột nhiên ngừng thân hình. Trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại câu nói trước đó Tiêu Phàm nói với hắn kia, đúng rồi, quá trình giải trừ phong ấn, khả năng có chút thống khổ, qua một lúc Lôi Hạo kêu có chút thê thảm, tiền bối không nên ngạc nhiên, đừng trách ta không sớm nói cho ngươi biết. Trong lúc nhất thời, Lôi Cửu không biết là thật hay giả, nhưng hắn không dám đánh cược. Một khi xông vào, vạn nhất Lôi Hạo không có việc gì, Tiêu Phàm lại cử động chút tay chân, khiến Lôi Hạo một mệnh ô hô, há không phải trách trên người hắn. Nghĩ vậy, trong lòng Lôi Cửu bỗng nhiên lột bột, trầm ngâm nói. Ta ở bên ngoài, Lôi Hạo ngược lại sẽ an toàn nhất, coi như Tiêu Phàm thực giết Lôi Hạo, cũng không trách cứ đến ta, tâm tư Tiêu Phàm thật kín đáo. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng Lôi Cửu phẫn nộ tới cực điểm, hắn cảm giác mình bị Tiêu Phàm đùa nghịch xoay quanh, mà quyền chủ động một mực nắm chắc trên người Tiêu Phàm. Chỉ cần giải khai phong ấn Lôi Hạo, liền là ngày Tiêu Phàm ngươi chết. Trong lòng Lôi Cửu giọng căm hận nói, chuẩn bị đẩy cửa phòng ra tay vẫn thu hồi lại, quay người liền hướng phía sau thối lui. Đám người bàn tử thấy thế, trong lòng buông lỏng một hơi, bọn hắn sớm đã mồ hôi đầm đìa.
Trong phòng, trán Tiêu Phàm cũng chảy ra không ít mồ hôi, nhìn thấy đạo thân ảnh ở cửa ra vào thối lui, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng rốt cục rơi xuống, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Lôi Hạo trong mắt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, vừa mới phóng xuất ra hồn lực ba động, đánh xuyên cách trở hồn giới đã hao hết toàn bộ lực lượng hắn. Dù sao, tỏa hồn châm vẫn khóa lại hồn hải hắn, nếu như không phải chiến đế cảnh hắn cũng căn bản không thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Nguyên bản Lôi Hạo coi là Lôi Cửu nhất định sẽ xông tới, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Lôi Cửu cuối cùng vậy mà ngừng thân hình. Chỉ thiếu một chút xíu, một chút xíu. Trong lòng Lôi Hạo gào thét, trên trán nổi gân xanh, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Không hổ là một trong thánh thành bát tuấn, ý chí thật đúng là không phải đáng sợ bình thường, nếu như không phải ta sớm đã có chuẩn bị, có lẽ thật đúng là xong đời. Tiêu Phàm lau một vệt mồ hôi lạnh, Lôi Hạo lĩnh ngộ lôi điện ý chí cực kỳ cuồng bạo. Hơn nữa đã lĩnh ngộ nhị trọng, tùy thời đều có khả năng đột phá đến chiến đế trung kỳ, nếu như không phải hắn bị phong bế hồn hải, Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là không cách nào áp chế hắn. Coi như có thể áp chế hắn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cũng may Tiêu Phàm đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này, trước đó mới cố ý nói như vậy cho Lôi Cửu nghe, khiến trong lòng hắn không thể phỏng đoán. Tiêu Phàm, người chết không yên lành. Lôi Hạo nhe răng trợn mắt, hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cơ hồ đã đến cực hạn. Hắn chỉ cảm giác ý thức bản thân chậm rãi bị ma diệt, thật giống như bị một bàn tay bắt lấy, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Lôi Cửu là hy vọng cuối cùng của Lôi Hạo, nhưng cũng bị Tiêu Phàm một câu ngăn cản ở ngoài, giờ phút này thật có thể nói là kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Chậm rãi, hai mắt Lôi Hạo trở nên si ngốc, ý thức cũng chậm chậm biến mơ hồ. Chủ nhân, phù phù một tiếng, Lôi Hạo đột nhiên quỳ trên mặt đất, cung kính hướng về Tiêu Phàm nói. Hô, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống, chậm chạp nói. Nếu như Lôi Hạo chỉ là lĩnh ngộ nhất trọng lôi điện ý chí, cũng sẽ không phiền phức như thế, vừa nãy thực sự thật nguy hiểm. Trùng ma chi thuật, mặc dù là công pháp không phẩm giai nhưng cũng chỉ có lĩnh ngộ ý chí chiến đế mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, ý chí trùng kích cùng công kích linh hồn là thủ đoạn công kích chủ yếu. Tiêu Phàm cũng vừa mới đem trùng ma chi thuật tu luyện tới nhị trọng nô dịch ý chí. Trong lòng cũng có chút khẩn trương, dù sao lần thứ nhất thi triển cũng không có quá nhiều nắm chắc. Bất quá cuối cùng vẫn thành công, Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cục hiện ra một nụ cười. Đứng lên đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói, lập tức khoanh chân ngồi tại chỗ khôi phục tâm thần và hồn lực, công kích linh hồn đối với tâm thần cùng hồn lực tiêu hao cực lớn. Lôi Hạo đứng dậy, như Mộc Điêu đứng ở một bên, ý chí bị Tiêu Phàm nô dịch, giờ phút này Tiêu Phàm muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết liền chết. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đứng dậy, ánh mắt rơi vào trên người Lôi Hạo, đánh một cái búng tay, toàn thân Lôi Hạo chấn động, lại không còn vẻ đần độn trước đó. Khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia ngoạn vị nói, Lôi Hạo, Lôi gia ngươi chuẩn bị ứng phó ta như thế nào? Khởi bẩm chủ nhân, Lôi gia tổng cộng nghĩ ba phương pháp đối phó ngươi. Lôi Hạo cung kính nói, trừ thái độ đối với Tiêu Phàm có chút khác biệt ra, cũng không có dị dạng khác. Tiêu Phàm rốt cục yên lòng. Hắn rất chờ mong nếu như đem chủng ma chi thuật luyện chế đến cảnh giới tam trọng khống chế tư tưởng, sẽ có hiệu quả như thế nào. Ba phương pháp, xem ra Lôi gia vì ứng phó ta thật đúng là hao hết tâm tư, không biết là ba phương pháp nào. Còn người Tiêu Phàm phát lạnh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Phương pháp thứ nhất là mượn nhờ tử vận Long Hoàng Tham hãm hại chủ nhân. Tử vận Long Hoàng Tham cũng không phải là đồ vật Lôi gia mà là đồ vật Cửu Tiêu Thương Hội, một khi ta rời nơi này, người Cửu Tiêu Thương Hội sẽ tới. Phù hãm người ăn cắp đồ vật Cửu Tiêu Thương Hội. Lôi Hạo nói ra, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, mặc dù Lôi gia nói rõ cho toàn Vô Song Thánh Thành, sẽ không xuất thủ đối với hắn, nhưng nếu như Cửu Tiêu Thương Hội, Tiêu Phàm hắn cũng không thể nói gì hơn. Nói tiếp, ngữ khí Tiêu Phàm càng ngày càng lạnh, trong lòng hắn nhanh chóng trầm ngâm, một cửa ải này hắn nhất định phải chuẩn bị vượt qua như thế nào. Phương pháp thứ hai là tìm sát thủ Diêm La Phủ xuất thủ, Diêm La Phủ cùng Lôi gia một mực liên hệ chặt chẽ. Chỉ cần một câu, chủ nhân tai kiếp khó thoát. Lôi Hạo tiếp tục nói, nói đến đây, ánh mắt có chút trốn tránh. Diêm La Phủ, Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm nghĩ đến, phương pháp này có thể so sánh với phương pháp thứ nhất còn muốn khổ sở hơn. Muốn giết hắn, chí ít cũng sẽ xuất động cường giả chiến đế cảnh, cho dù là Tiêu Phàm nếu như bị chiến đế cảnh ám sát, đoán chừng cũng có nguy hiểm mất mạng. Đương nhiên, nếu như chính diện giao phong mà nói, chỉ cần không phải chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm ngược lại không sợ hãi, phệ hồn huyết tầm trong cơ thể hắn cũng là bát giai trung kỳ, tương đương với chiến đế trung kỳ. Nếu như phệ hồn huyết tầm đánh lén, lấy tốc độ Tiêu Phàm,
chiến đế hậu kỳ cũng khó trốn một kiếp. Phương pháp thứ ba thì sao? Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng trầm trọng, phương pháp thứ nhất cùng phương pháp thứ hai với hắn mà nói đã đủ chí mạng, phương pháp thứ ba lại đáng sợ biết bao. May mắn là hắn nô dịch ý chí Lôi Hạo, sớm biết rõ tính toán Lôi ra bằng không mà nói, chờ đợi hắn có lẽ thực chỉ có tử vong. Phương pháp thứ ba, nếu như hai phương pháp phía trước đều giết không chết được chủ nhân, sẽ xuất động lực lượng bí mật Lôi Chi ảnh vệ của Lôi ra. Lôi Hạo tiếp tục nói. Nói đến nơi này, đôi mắt Lôi Hạo đều rung động một cái, trong mắt lóe lên một vẻ kiêu ngạo bản năng. Cái gì là Lôi Chi ảnh vệ? Tiêu Phàm nhíu mày nói, trong lòng có loại bất an nồng đậm. Chương 824, hỏi tội Tiêu Phàm. Lôi Hạo nói ra ba phương pháp, hiển nhiên là một loại so một loại lợi hại hơn, Cửu Tiêu Thương Hội xuất thủ đối với Tiêu Phàm mà nói đã hết sức phiền toái. Lại càng không cần phải nói Diêm La Phủ, sát thủ giết người không từ thủ đoạn, dù là Tiêu Phàm cũng có chút kinh hồn táng đảm. Nhưng Lôi Chi ảnh vệ trong miệng Lôi Hạo lại xuất thủ cuối cùng, cái này cũng từ khía cạnh mà nói rõ, Lôi Chi ảnh vệ so với sát thủ Diêm La Phủ còn nguy hiểm hơn. Lôi Chi ảnh vệ là lượng bí mật Lôi ra ta, có 72 người, mỗi người đều là tu vi chiến đế cảnh, yếu nhất đều là chiến đế trung kỳ, mạnh nhất chiến đế đỉnh phong, không cho người ngoài biết. Lôi Hạo giải thích nói. Nghe vậy, toàn thân Tiêu Phàm chấn động, 72 chiến đế, tùy tiện đặt ở đế triều Nam vực đều có thể tùy tiện quét ngang bất kỳ gia tộc nào. Lại càng không cần phải nói, bên trong 72 người còn có chiến đế cảnh đỉnh phong không phải Tiêu Phàm có thể địch, huống chi, Lôi Chi ảnh vệ đoán chừng cũng không chỉ có một chiến đế đỉnh phong. Lôi gia vừa mới trở thành một trong bát đại thế gia đã có nội tình như thế, bát đại thế gia khác thì sao? Trong lòng Tiêu Phàm khó mà bình tĩnh. Hắn cũng rốt cục biết được Vô Song Thánh Thành đáng sợ, những đại gia tộc đã cường hãn như thế, cổ tộc ẩn thế lại biết bao khủng bố đây. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, tâm thần Tiêu Phàm lại bị Lôi Hạo kéo trở về, Lôi Hạo trịnh trọng nói. Chủ nhân, người Cửu Tiêu Thương Hội cũng đã ra ngoài, người cần nghĩ kỹ ứng đối như thế nào. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đây đúng là một cái phiền toái, bây giờ cửu phẩm linh dược Tử Vận Long Hoàng Tham ngay trong tay Tiêu Phàm hắn. Nếu như đưa ra ngoài như thế trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng. Dù sao linh dược luyện chế bát phẩm thối thể đan cũng đã gom góp, một khi luyện chế thối thể đan, thực lực hắn tuyệt đối có thể càng tiến một bước, bất diệt kim thân đều vô cùng có khả năng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chẳng lẽ đem Tử Vận Long Hoàng Tham trả lại bọn hắn? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó lại lắc đầu. Coi như ta đem Tử Vận Long Hoàng Tham trả lại bọn hắn, Cửu Tiêu Thương Hội phụng mệnh tới đây, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Đã như vậy, vậy ta liền không đem Tử Vận Long Hoàng Tham giao ra ngoài. Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể làm thế này. Lôi Hạo đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí đè thấp mấy phần. Bên ngoài, đám người Lôi Cửu cùng Bàn Tử lẳng lặng chờ đợi, nhưng mà trừ động tĩnh trước đó, trong phòng một mực yên tĩnh. Trong sân yên tĩnh như nước, không khí kiềm chế tới cực điểm, Lôi Cửu cau mày nhìn trong phòng, hồn lực hắn thỉnh thoảng thăm dò nhưng vẫn không đột phá được hồn giới ngăn cản. Đương nhiên, lấy thực lực Lôi Cửu nếu như cưỡng ép dò xét, Tiêu Phàm bố trí hồn giới tự nhiên ngăn cản không được hắn, nhưng mấu chốt là Lôi Cửu không dám dùng toàn lực. Bàn Tử bọn hắn tiếng lòng căng cứng, khẩn trương tới cực điểm, chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Bọn hắn cũng nên tới rồi. Lôi Cửu dư quang quét nơi xa một cái, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ầm ầm, đúng lúc này, một cỗ hồn lực bàng bạc ba động xông thẳng tứ phương, ầm một tiếng, vị trí gian phòng Tiêu Phàm cùng Lôi Hạo bỗng nổ tung. Hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay lả tả trên không trung. Đám Bàn Tử dọa kêu to một tiếng, tất cả đều lui về sau mấy bước, đề phòng nhìn Lôi Cửu. Lôi Cửu thần sắc lạnh lùng, một bộ xem kịch vui bộ dáng, trong lòng cười lạnh nói. Tiêu Phàm, muốn trách thì trách ngươi quá không coi ai ra gì, không biết thế gia đáng sợ, hôm nay, không chỉ ngươi muốn chết, chút bằng hữu của ngươi cũng đều phải chết. Ý nghĩ vừa dứt, hơn 10 đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt tới, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía tiểu viện. Đem tiểu viện vây chật như nêm cối. Tiêu Phàm ở chỗ này, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, cầm đầu là một nam tử trung niên áo bào đen chừng 50 tuổi, mặt chữ điền, sắc mặt lạnh lùng, đầu đội lông công quan, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, cùng Lôi Cửu so sánh cũng không yếu bao nhiêu. Đám người Bàn Tử nghe vậy, sầm mặt lại, Lôi Cửu đều không tìm bọn hắn gây phiền phức, lại có người xa lạ tìm tới cửa. Ta ở chỗ này, không đợi Bàn Tử bọn hắn mở miệng. Bên trong phế tích, một đạo thân ảnh chật vật đi ra, không biết còn tưởng rằng hắn trải qua một trận chiến kinh thế. Tiêu Phàm, người có biết tội của ngươi không? Trung niên hắc bào nam tử quát lạnh một tiếng, từ trên cao quan sát Tiêu Phàm,
tựa như coi thường một con kiến hôi. Cùng lúc đó, sau lưng nam tử trung niên là mười mấy người tỏa ra một cỗ sát khí cường đại, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không biết, thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh, hắn rất muốn nhìn những người này qua một lúc sẽ lộ ra cái sắc mặt xấu xí gì. Không biết, qua một lúc nhìn ngươi làm sao còn mạnh miệng, ngay cả cửu tiêu thương hội cửu phẩm linh dược cũng dám trộm, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào. Nam tử trung niên còn chưa mở miệng, một thanh niên mặc bạch sắc áo giáp bên cạnh hắn quát chói tai một tiếng, rất có một tư thế ra tay đánh nhau. Nghe vậy, sắc mặt đám người bàn tử biến đổi lớn, bọn hắn đều biết rõ tử vận Long Hoàng Tham trên tay Tiêu Phàm, nếu như cửu tiêu thương hội quả thực là muốn trách cứ Tiêu Phàm tuyệt đối đào thoát không được. Trộm cửu tiêu thương hội cửu phẩm linh dược ngươi, thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, đột nhiên cười lên. Ngươi nói ta trộm linh dược, chứng cứ đâu? Chứng cứ, tử vận Long Hoàng Tham trên người ngươi chính là chứng cứ, đem ngươi hồn giới trên người cầm ra, có tử vận Long Hoàng Tham hay không, xem xét liền biết. Thanh niên bạch sắc áo giáp quát lạnh nói. Cùng lúc đó, mấy cỗ chiến đế ý chí lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến, Tiêu Phàm thân thể hơi hơi chấn động, nếu như không phải tu la ý chí đã đột phá nhị trọng, hắn thật đúng là không thể chịu đựng. Hồn giới chính là vật dụng riêng của ta nếu không giao thì sao? Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành băng lạnh, cái này không phải do ngươi. Thanh niên bạch sắc áo giáp quát lạnh một tiếng, cửu tiêu thương hội đều làm việc như thế sao? Thật đúng là bá đạo, ta còn nói là các ngươi biển thủ đây, có bản sự đem hồn giới các ngươi cũng giao ra cho ta dò xét. Tiêu Phàm mảy may không sợ, một bộ tính trước kỹ càng. Hừ, đã ngươi không muốn giao, vậy liền giết ngươi, chúng ta tự tìm chứng cứ. Thanh niên bạch sắc áo giáp không nghĩ tới Tiêu Phàm khó chơi như thế, bất quá, hắn biết rõ nội tình Tiêu Phàm, một kẻ ngoại lai mà thôi, giết thì như thế nào. Lập tức hắn giơ tay vung lên, một tu sĩ chiến đế cảnh hóa thành một vệt sáng hướng Tiêu Phàm đánh tới, người chưa đến chiến đế ý chí đáng sợ đã xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở đó, không gió mà bay, tóc đen dày đặc trong gió bay lên, mắt thấy tu sĩ chiến đế cảnh tiếp cận, Tiêu Phàm rốt cục động. Lại còn dám trốn. Thanh niên bạch sắc áo giáp lạnh lùng cười một tiếng, nhưng mà sau một khắc, hắn trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết lại. Chết, một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy một đạo bạch sắc thiểm quang từ vị trí Tiêu Phàm gào thét mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, thế như bôn lôi. Lúc đám người kịp phản ứng, không trung một đạo huyết kiếm bay vụt, ngay sau đó cường giả chiến đế truyền ra một tiếng hét thảm, đầu người lăn xuống trong không trung. Hắn vẫn trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, đó là thân thể hắn sao? Hắn đã chết, bang, trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm vẫn đứng ở đó, thân sắc thập phần bình tĩnh, không hề bận tâm, trường bào màu đen không tiêm nhiễm một giọt máu. Chương 825, thế cục chuyển biến, tràng diện một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh im ắng, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà đối phó người thủ hộ cửu tiêu thương hội, nếu như chỉ là xuất thủ, đám người còn có thể lý giải, dù sao hắn không có khả năng đứng ở đó mặc cho người cửu tiêu thương hội giết. Nhưng Tiêu Phàm không phải động thủ đơn giản mà là trực tiếp đem cửu tiêu thương hội chiến đế cảnh làm thịt. Bá đạo, cuồng vọng, những cái này đều không đủ để hình dung Tiêu Phàm, hắn nghiễm nhiên chính là một tên sát thần lâm thế, ai dám động vào ta giết kẻ ấy, quản ngươi là cái chim gì. Thanh niên bạch sắc áo giáp trợn tròn mắt, hắn vốn cho là Tiêu Phàm sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mặc cho bọn hắn xâm lược, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà một kiếm giết người bọn hắn. Làm càn. Nam tử trung niên bên cạnh hắn gầm lên một tiếng, khí thế bàng bạc từ trên người hắn bạo phát ra, lực lượng ý chí giống như thủy triều xông thẳng đến Tiêu Phàm. Ngươi mới làm càn, một đạo thanh âm từ vị trí Tiêu Phàm truyền ra, đám người bốn phía chạy tới thấy thế không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, tiểu tử này thật đúng là không phải bá đạo bình thường, cũng dám quát mắng với người cửu tiêu thương hội. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người kia tựa như là cửu tiêu thương hội Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi đi, người trẻ tuổi là ai, dám khiêu khích quyền uy Ngô Thánh Chi, đây là muốn chết sao? Các ngươi không phát hiện, Lôi gia đại trưởng lão Lôi Cửu ở cách đó không xa sao? Thanh niên mặc áo đen kia là Tiêu Phàm, chính là tiểu tử phong ấn tu vi Lôi Hạo, Lôi gia đoán chừng đến gây phiền phức. Lôi gia tỏ rõ toàn thành sẽ không đối phó Tiêu Phàm, cho nên tìm gia tộc Ngô gia phụ thuộc Lôi gia đến, thật đúng là vô sỉ mà. Nhỏ giọng một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra, Lôi gia thân làm thế gia uy nghiêm nhận tổn thất, làm sao có thể bỏ mặc một kẻ ngoại lai phách lối, Tiêu Phàm không chết, uy nghiêm Lôi gia ở đâu, uy nghiêm vô song thánh thành ở đâu. Bốn phía đám người khe khẽ bàn luận lấy, rất nhiều người một bộ cười trên nỗi đau của người khác,
người vô song thánh thành nhìn đến, Tiêu Phàm dám khiêu khích uy nghiêm thế gia, có thể sống đến hiện tại đã coi như kỳ tích. Nam tử trung niên Ngô Thánh Chi cũng bị tiếng quát như sấm của Tiêu Phàm dọa cho nhảy một cái, khi hắn chuẩn bị lần nữa xuất thủ lại phát hiện, bên cạnh Tiêu Phàm xuất hiện một bóng người. Bóng người không phải người khác, chính là Lôi Hạo bị Tiêu Phàm nô dịch ý chí. Ngô Thánh Chi hồi tưởng một cái mới phát hiện đạo thanh âm kia cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là Lôi Hạo, chỉ là hắn không hiểu là, Lôi Hạo vì sao gầm thét hắn. Ngô Thánh Chi, ngươi vừa mới thi triển công kích linh hồn là muốn ngay cả ta cũng cùng chết một chỗ sao? Lôi Hạo trợn mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thánh Chi tựa như Ngô Thánh Chi nhìn Tiêu Phàm, tràn ngập khinh thường cùng coi thường. Lôi thiếu gia, ta, lông mày Ngô Thánh Chi nhíu lại, đầu có chút choáng váng. Ta mình tiến tới nơi này không phải là vì phụng lệnh Lôi ra các ngươi sao? Làm sao hiện tại ta chấp hành mệnh lệnh Lôi ra ngươi, ngươi ngược lại muốn ngăn cản ta? Thật sự cho rằng Ngô gia ta phụ thuộc Lôi ra các ngươi, ta phải nhìn vào sắc mặt Lôi ra các ngươi à? Nếu như không phải nhìn thấy Lôi Cửu ở đây, lão tử trực tiếp đem Lôi Hạo ngươi làm thịt, sau đó lại giá họa cho tiểu tử kia. Đương nhiên, Ngô Thánh Chi cũng chỉ dám ngẫm lại, bốn phía nhiều con mắt nhìn như vậy, hắn thế nào dám giết Lôi Hạo đây? Ta cái gì ta, còn không đi, Lôi Hạo ngữ khí thập phần lạnh như băng nói. Ngô Thánh Chi không biết vì sao, trong lòng cảm giác biệt khuất vô cùng, vào cũng không phải, lui cũng không phải, đành phải dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lôi Cửu. Lôi Cửu đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn Lôi Hạo nói. Hạo Nhi, người đột phá chiến đế trung kỳ. Giờ phút này hồn lực trên người Lôi Hạo ba động thập phần tùy tiện, đây là vừa mới đột phá chiến đế trung kỳ, dấu hiệu cảnh giới bất ổn. Mấu chốt là lòng bàn tay Lôi Hạo còn dắt lấy một đoạn nhỏ tử vận long hoàng tham, bên trên còn có một loạt vết cắn, thật giống như bị người khác cắn. Ngô Thánh Chi cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, tử vận long hoàng tham không phải trong tay Tiêu Phàm à, bản thân Ngô gia đến nơi này bắt Tiêu Phàm chính là chắc chắn tử vận long hoàng tham trong tay Tiêu Phàm, tại sao ở trong tay Lôi Hạo vậy? Chẳng lẽ Lôi gia và cả kẻ ngoại lai cố ý trêu chọc Ngô gia ta? Nghĩ vậy, chỗ sâu đáy mắt Ngô Thánh Chi lóe qua một vòng quang mang lạnh lùng. Trong lòng lạnh giọng nói, Lôi ra ngươi đã dám đùa ta, cũng đừng trách Ngô gia ta về sau cho Lôi ra ngươi chút ít ngáng chân. Lôi Hạo hướng về phía Lôi Cửu hơi gật đầu, ánh mắt thập phần tự tin, nói. Không sai, may nhờ vào tử vận long hoàng tham, bằng không còn không biết phải chờ đến lúc nào mới có thể đột phá. Đừng nhìn một câu nói kia rất đơn giản, nhưng Lôi Hạo đã đem tội ăn cắp tử vận long hoàng tham chịu hết, tất cả không có quan hệ gì với Tiêu Phàm. Lôi Cửu cau mày một cái. Hắn luôn cảm giác Lôi Hạo biến thành một người khác, nhưng là chỗ nào lại nói không được. Chí ít, lấy cách làm người của Lôi Hạo trước kia không nên giúp Tiêu Phàm nói chuyện mới đúng, huống chi, Ngô gia tới đây hỏi tội Tiêu Phàm, Lôi Hạo là kẻ đầu tiên tán thành, hiện tại làm sao lại hỗ trợ xua đuổi Ngô gia a? Dù là Lôi Hạo ngươi nuốt ăn tử vận long hoàng tham cũng hoàn toàn có thể giá họa cho Tiêu Phàm mà, bình thường có thấy ngươi nghĩ cho người khác đâu. Lôi Hạo vậy mà đột phá chiến đế trung kỳ, không hổ là thánh thành bát tuấn. Lấy thực lực hắn hiện tại đoán chừng có thể cùng chiến đế hậu kỳ chiến một trận. Ngô gia thật đúng là âm hiểm, lại đem tội trộm tử vận long hoàng tham cưỡng ép trên người Tiêu Phàm, nếu như không phải Lôi Hạo trong tay còn cầm nửa cái, ta đã thực sự tin. Đoán chừng Ngô gia tới đây tìm Tiêu Phàm gây phiền phức, không phải ý tứ Ngô gia mà là ý tứ Lôi gia, chỉ là lấy tính cách Lôi Hạo, tại sao không để Tiêu Phàm ăn thiệt thòi, hắn nên ra tay với Tiêu Phàm mới đúng, tại sao sẽ đột nhiên trợ giúp Tiêu Phàm nhỉ? Đám người cũng có chút nghĩ không ra, bọn hắn nào biết giờ phút này ý chí Lôi Hạo đã bị Tiêu Phàm nô dịch. Hậu quả bị nô dịch ý chí chính là Tiêu Phàm có thể tùy tiện quyết định sinh tử Lôi Hạo, hơn nữa Lôi Hạo đối với Tiêu Phàm tuyệt đối trung thành, bởi vì ý thức nói cho hắn biết, Tiêu Phàm mà chết, hắn cũng phải chết. Một khi chủng ma chi thuật tu luyện tới tam trọng khống chế tư tưởng, Tiêu Phàm muốn hắn nói cái gì chính là cái đó, chỉ là Tiêu Phàm hiện tại còn xa xa mới làm được. Lúc Lôi Hạo nói ra những lời này, Tiêu Phàm vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao Lôi Hạo vẫn là lần thứ nhất thi triển chủng ma chi thuật nhị trọng thành công. Đã ngươi hiện tại không có việc gì, chúng ta trở về trước đi. Lôi Cửu ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong lòng Ngô Thánh Chi khó chịu, cũng không dám đem Ngô gia cùng Cửu Tiêu Thương Hội đắc tội. Tại vô song thánh thành căn cơ còn không có chân chính đứng vững, thế nhưng lại có nhiều người nhìn chằm chằm cục thịt béo Cửu Tiêu Thương Hội này. Nói đến đây, ánh mắt Lôi Cửu băng lãnh quét Tiêu Phàm một cái, không còn vẻ mặt ôn hòa trước đó. Hắn biết phương pháp thứ nhất ứng phó Tiêu Phàm tạm thời xem như thất bại, hiện tại Ngô Thánh Chi muốn giết Tiêu Phàm đã danh bất chính, ngôn bất thuận. Làm sao, ta nói các ngươi cũng không nghe sao? Khiến Lôi Cửu rất ngạc nhiên là,
mấy người Ngô gia căn bản bất phi sở động, Lôi Cửu không khỏi cau mày một cái. Lôi Cửu trưởng lão, người này giết đệ tử Ngô gia, đổi lại là ngươi có thể xem như cái gì đều không phát sinh sao? Ngô Thánh Chi hướng về phía Lôi Cửu chắp tay một cái, nói năng có khí phách nói. Lôi Cửu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng trong lòng là cười thầm nói. Ngô Thánh Chi không hổ là gia chủ Ngô gia, liền nhanh như vậy tìm ra cớ để giết Tiêu Phàm. Chương 826, vai hề nhảy nhót. Lôi Cửu trưởng lão, hiện tại Ngô Mỗ vẻn vẹn lấy thân phận Ngô gia gia chủ, thay đệ tử Ngô gia báo thù, đến giết Tiêu Phàm còn mời ngươi không ngăn cản ta. Nhìn thấy Lôi Cửu trầm mặc không nói, Ngô Thánh Chi biết bản thân cực đúng, vội vàng thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng nói, trong lòng thầm mắng lão hồ ly Lôi Cửu. Lời này vừa nói ra, thần sắc bọn Tiêu Phàm lại trở nên ngưng trọng, thật đúng là một làn sóng không yên tĩnh, một làn sóng sau lại nổi lên. Bọn hắn biết Ngô gia là không có khả năng bỏ qua cho Tiêu Phàm, một trận chiến này gần như không thể tránh được. Ngăn cản ngươi, ta còn ước gì ngươi lập tức giết Tiêu Phàm. Trong lòng Lôi Cửu cười thầm không thôi. Ai, đột nhiên, Lôi Cửu thở dài một hơi, một mặt bất đắc dĩ. Nếu Ngô gia chủ cố chấp như thế, Lôi Cửu cũng không khuyên nói, hơn nữa đây là ân oán cá nhân các ngươi. Lão phu cũng ngăn cản không được, các ngươi cứ tùy tiện. Hạo Nhi, chúng ta đi. Lôi Cửu để lại một câu nói, quay người liền mang Lôi Hạo rời đi, căn bản không cho Lôi Hạo cơ hội phản bác, hắn sợ Lôi Hạo lưu lại ngăn cản Ngô Thánh Chi giết Tiêu Phàm. Lôi Hạo một chút cũng không phản kháng, bởi vì Tiêu Phàm trực tiếp cho hắn một mệnh lệnh theo Lôi Cửu rời đi, dù sao có Lôi Cửu ở chỗ này, Lôi Hạo cũng không có chút tác dụng nào. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên, Tiêu Phàm lại nghĩ càng xa, nếu như Lôi Hạo giúp bản thân nói chuyện, Lôi gia khẳng định sẽ hoài nghi mình ở trên người Lôi Hạo động tay chân, đến thời điểm đó càng thêm phiền phức. Còn không bằng để Lôi Hạo rời đi, có thể cho Lôi Hạo tìm hiểu sự tình Lôi gia, huống chi, những người Ngô gia này còn chưa thể lấy tính mạng ta. Nhìn thấy Lôi Cửu mang theo Lôi Hạo rời đi, mọi người Ngô gia nhất thời cười lạnh, không có Lôi Hạo ngăn cản, bọn hắn giết chết Tiêu Phàm còn không phải dễ như chơi. Tiểu tử, hiện tại không có Lôi thiếu cứu ngươi, rút gân lột ra tùy ý chúng ta, ngươi nếu sợ, liền tự cắt cổ đi. Thanh niên bạch sắc áo giáp lại trở nên lớn lối. Hắn tên là Ngô Minh, chính là nhi tử Ngô Thánh Chi, Ngô gia đại thiếu. Chỉ ngươi dạng này căn bản không cần tam ca xuất thủ, ta liền diệt ngươi. Quan tiểu thất lấy ra liệt nhật cung, kéo thành hình trăng tròn hướng ngay Ngô Minh. Đột phá chiến đế cảnh, hắn tràn đầy tự tin, bọn bàn tử cũng tùy thời chuẩn bị chiến đấu, trong mắt hắn. Ngô Minh cùng Ngô gia mọi người cũng không đáng sợ. Bọn hắn lo lắng chỉ có Ngô Thánh Chi, trên người hắn phát ra hồn lực ba động khiến bọn hắn đều nhìn không thấu, hơn nữa ẩn ẩn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thực lực Ngô Thánh Chi tuyệt đối là chiến đế hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Tiểu thất, các ngươi thay ta lược trận, ta tới giết bọn chúng. Tiêu Phàm một bước tiến lên, hào khí mây tuyến đường chính. Tu La ý chí đột phá đến nhị trọng, Tiêu Phàm còn không có chân chính động thủ một lần. Cả người đều cảm giác dì xét, vừa vặn hôm nay có thể đại triển quyền cước. Lấy thực lực hắn hiện tại, trừ Ngô Thánh Chi, những người khác đều không uy hiếp được Tiêu Phàm. Hơn nữa, Ngô Thánh Chi khẳng định sẽ không để cho hắn tùy tiện rời đi, còn không bằng vui vẻ đại chiến một trận. Chiến đế cảnh sơ kỳ nho nhỏ thật đúng là vô tri, để ngươi biết cái gì là chênh lệch cảnh giới. Trong đó một tên nam tử áo đen mở miệng, lời nói vừa dứt, hư không nổi lên một trận cuồng phong, bay phất phới. Từ bốn phương tám hướng về Tiêu Phàm. Gió như đao như kiếm, lộ ra một cỗ khí thế cường đại sắc bén, tu sĩ chiến đế cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ đối với ý chí càng sâu sắc, cũng càng cường đại. Nam tử mặc áo đen này rất rõ ràng lĩnh ngộ phong chi ý chí, chỉ từ việc phát ra hồn lực ba động xem ra, hẳn là một chiến đế trung kỳ. Đột nhiên, nam tử áo đen kia động, tựa như biến mất trong hư không, hiển nhiên là dung nhập vào trong gió, hư không lập tức xuất hiện lít nha lít nhít bóng đen. Tất cả đều là thân ảnh nam tử áo đen kia, cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó, không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ẩn ẩn có từng đầu phong long trong vòng xoáy xoay quanh, dù đáng, uy thế khiếp người. Bóng đen thực sự quá nhiều, nhiều căn bản đếm không đến, che khuất bầu trời, vô cùng đáng sợ. Đám người bốn phía nhìn thấy cảnh sắc không trung, trong lòng hoảng sợ vô cùng, cương phong tựa như có thể đem tất cả bọn hắn xé rách, không ít người nhao nhao hướng về phía sau thối lui. Trái lại thần sắc Tiêu Phàm lại bất động đứng ở nơi đó, giống như một gốc cổ tùng, mặc cho gió táp mưa sa, thản nhiên bất động. Chậm rãi, một tầng sương mù màu đen nhạt từ trên người Tiêu Phàm hiện ra, ngay lúc đó, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại,
tất cả mọi thứ đều từ trong đầu hắn lóe qua, suy nghĩ nhanh tới cực điểm. Sương mù màu đen càng lúc càng nồng nặc, hướng về bốn phía chậm rãi khuếch tán, sau đó bị cương phong thổi tan. Nam tử áo đen thấy thế lập tức cười lạnh, tựa như lại nói, chiến đế cảnh sơ kỳ, coi như ngươi có thể đánh bại Lôi Hạo, trước mặt chiến đế trung kỳ lại được tính là gì đây? Hắn không biết giờ khắc này, không gian xung quanh trên trăm trượng toàn bộ rõ ràng in vào trong đầu Tiêu Phàm, đó là một mảnh phong chi thế giới. Thậm chí, hắn có thể nhìn thấy từng đạo màu xám phong nhận như mũi tên thẳng hướng hắn, vô số hư ảnh đang từ từ hòa tan. Cuối cùng, chỉ lộ ra một đạo thân ảnh áo đen, nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Đạo thân ảnh này đang không ngừng lấp lóe, biến hóa phương vị, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhưng mà vô luận hắn chấp động cùng biến hóa như thế nào, ở trong đầu Tiêu Phàm, nam tử áo đen lại tựa như một thằng hề tại bốn phía nhảy nhót, mất mặt xấu hổ. Tiểu tử kia sẽ không bị dọa sợ đi, lúc này vậy mà nhắm hai mắt. Đoán chừng là đang chờ chết rồi. Đám người cười lạnh không thôi, cho rằng thực lực Tiêu Phàm hữu danh vô thực, thậm chí, rất nhiều người cho rằng Tiêu Phàm sở dĩ có thể đánh bại Lôi Hạo hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên. Mặc cho cuồng phong đánh trên người, Tiêu Phàm áo bào cổ động, đột nhiên khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười tà dị, cùng lúc đó, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Nhảy nhót đủ rồi, Tiêu Phàm nhàn nhạt khẽ nói, lập tức rút ra Tu La kiếm, không có bất kỳ kiếm khí, cũng không có bất kỳ dị tượng, nhưng phương hướng Tiêu Phàm chém ra, cương phong đầy trời đều rất giống bị một kiếm chém rách. Bang, Tu La kiếm xuất động rất nhanh, vào vỏ cũng rất nhanh, chỉ là một hành động đơn giản, động tác xuất kiếm, thu kiếm không ít người nhìn thấy liền lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhưng mà sau một khắc, tất cả đám người đều trợn mắt hốc mồm, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Phốc, một tiếng vang giòn, một đạo thân ảnh từ trong cuồng phong hiển lộ ra, bên trên lồng ngực hắn có một đạo vết máu dữ tợn, từ bên trái bả vai kéo dài đến bên phải thắt lưng. Hắn kinh hãi cúi đầu nhìn dưới thân, máu tươi cuồng phun, ngay sau đó, thân thể hắn một phân thành hai, nửa người trên chậm rãi trượt xuống, lục phủ ngũ tạng rơi xuống hư không. Người này đối với phong chi ý chí không lĩnh ngộ sai, nhưng quá nhiều mánh khóe, vô số tàn ảnh có lẽ có thể mê hoặc người khác. Nhưng Tiêu Phàm nắm giữ U Linh chiến hồn, linh giác vô cùng cường đại, hơn nữa tốc độ của hắn không chậm, dùng nhiều chiêu ở trước mặt hắn đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chết rồi, có người kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn nhìn đến, một kiếm kia không có ý nghĩa, làm sao có thể chém giết chiến đế trung kỳ. Phụ tử Ngô Thánh Chi và Ngô Minh trong mắt lấp lóe sát khí, thực lực Tiêu Phàm cũng vượt qua nhận biết của bọn hắn. Vai hề nhảy nhót, một thanh âm băng lãnh vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm lạnh lùng ngẩng đầu, coi thường đám người Ngô gia. Chương 827, huynh đệ. Vai hề nhảy nhót, lời nói lạnh lùng của Tiêu vang vọng rất lâu trong không trung, một đám tu sĩ Ngô gia run lên một cái, sát khí lan tràn. Ngô gia mặc dù không phải thế gia, nhưng cũng là danh gia vọng tộc, sao có thể để một kẻ ngoại lai châm chọc và vũ nhục được. Tiêu Phàm giết người Ngô gia ngay trước mặt nhiều người như vậy, nếu như thù này không báo, Ngô gia còn mặt mũi nào mà tiếp tục tồn tại. Tất cả tiến lên cho ta, sinh tử bất luận. Không đợi Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi lên tiếng, Ngô gia thiếu chủ Ngô Minh gầm lên một tiếng, sát khí lan tràn, chỉ một lúc sau, mười mấy người phía sau hắn bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm. Những người này đều là chiến đế cảnh, mười mấy người hợp lực, tất nhiên không sợ một mình Tiêu Phàm. Phút, phút, đột nhiên, một đạo kim sắc hỏa diễm xé rách không khí, giống như sao chổi. Những nơi nó bay qua đều bị hỏa diễm thiêu đốt, cùng lúc đó, ở đằng xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lại một tu sĩ chiến đế cảnh của Ngô gia ngực bị xuyên thủng một lỗ, máu tươi bắn ra, hắn kinh khủng cúi đầu, không thể tin được nhìn một màn này. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản thân lại bị một tiễn bắn chết, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía quan tiểu thất mặc một bộ áo bào xanh, thân thể rơi xuống. Quan tiểu thất cầm liệt nhật cung trong tay, lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Những người khác tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một tiễn giết chết chiến đế cảnh, thực lực như vậy khắp vô song thánh thành có được mấy người. Phải biết, cung tiễn là vật công kích từ xa, mặc dù tốc độ độc nhất vô nhị, nhưng lực công kích không thể nào bằng lực công kích của đao kiếm được, muốn giết chết một chiến đế cảnh, vô cùng khó khăn. Nhưng mà quan tiểu thất lại làm được, một tiễn bắn giết chiến đế cảnh, nhất định sẽ danh chấn vô song thánh thành. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một đạo kim sắc thiểm điện từ sau lưng Tiêu Phàm bắn ra, nhanh như tia chớp, một vài người có thể nhìn thấy mờ mờ, đó là một cái hoàng kim chiến kích, toàn thân bao phủ kim sắc xích diễm, như là một tia sét thực chất. Ầm, một tiếng nổ vang,
một nam tử hắc bào trong số đó nổ tung, hóa thành mưa máu rải khắp không trung, đến kêu thảm một tiếng cũng không kịp, cứ như vậy chết đi. Đám người Ngô gia bị dọa đến mức vội vàng lui ra sau mấy trượng, uy lực như vậy dù là chiến đế hậu kỳ, đoán chừng cũng phải mất mạng. Trong lòng bọn họ còn cảm thấy may mắn người chết không phải bọn họ. Lúc bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, thấy bàn tử mặc một chiếc áo bào trắng, một tay cầm hoàng kim chiến kích, uy phong lẫm lẫm, áo bào trắng tung bay, vô cùng bá đạo. Biến cố xảy ra bất thình lình khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi không thôi, đây chính là chiến đế cảnh Ngô gia đó, bọn hắn cứ như vậy trực tiếp giết. Một Tiêu Phàm đã đủ khiến bọn họ chấn kinh, bây giờ lại xuất hiện thêm hai người. Không chỉ bọn họ, ngay cả Tiêu Phàm cũng không kịp phản ứng, hắn không ngờ tới bàn tử cùng Quan Tiểu Thất sẽ ra tay, một khi tham dự, Ngô gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho dù bây giờ muốn đổi ý, cũng đã không kịp nữa rồi. Lão nhị, Tiểu Ngũ, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn Quan Tiểu Thất ở bên cạnh cùng bàn tử ở phía trước cách đó không xa gọi. Lão Tam, là huynh đệ, liền cùng nhau gánh. Bàn tử cũng không quay đầu lại thốt ra một câu, giọng nói trầm thấp hùng hồn, không cho phép bác bỏ. Không sai, chúng ta là huynh đệ, phải kề vai chiến đấu. Tam ca, cho tới nay, đều là huynh bảo vệ chúng ta, bây giờ chúng ta cũng đã có đủ năng lực để giúp đỡ huynh, những người này, ta và nhị ca có thể giết được. Quan Tiểu Thất cũng vô cùng khí phách nói. Hai người giọng nói không lớn, lại vang vọng rất lâu trong không trung, ba người Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Vân Khê ở phía sau cau mày một cái, trong lòng xúc động. Nhưng Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng vẫn bất phi sở động, ngược lại Vân Khê, lại từng bước một đi về phía trước, mở bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một chuôi hắc sắc bảo kiếm. Tiêu Phàm trầm mặc một lúc, khóe miệng rốt cục nhếch lên, nắm lấy Tu La kiếm chậm rãi bay lên, cười nói. Vậy huynh đệ chúng ta liền giết cho vui vẻ đi. Ngu ngốc, các ngươi còn lo lắng cái gì? Các ngươi đều là chiến đế cảnh, các ngươi mà cũng phải sợ đám người ngoại lai này sao? Nếu huynh đệ bọn họ tình thâm, vậy giết tất cho ta. Ở đằng xa, Ngô Minh nhìn thấy người Ngô gia bất phi sở động, tức giận mắng. Hắn biết, ba người bọn Tiêu Phàm đều chiến đế cảnh, nhưng cho dù có cường đại thế nào, cũng không thể tùy tiện thích là giết được chiến đế hậu kỳ. Vừa rồi hai người mà Quan Tiểu Thất cùng bàn tử giết chết chỉ là chiến đế cảnh sơ kỳ mà thôi, rất nhiều chiến đế trung kỳ đều có thể tùy tiện giết chết bọn chúng, điều này không đủ chứng minh sự cường đại của bàn tử cùng Quan Tiểu Thất. Về phần Tiêu Phàm, hắn mặc dù có thể thắng Lôi Hạo, nhưng cũng không phải là đối thủ của chiến đế hậu kỳ, 10 chiến đế chỉ cần đồng lòng phối hợp, cho dù mài tử tử cũng có thể mài chết chúng. Giết, một chiến đế hậu kỳ của Ngô gia rốt cục lấy lại dũng khí, thét lên một tiếng. Một cỗ phong bạo hủy diệt đáng sợ xông thẳng về phía bọn Tiêu Phàm, ba người Tiêu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng lực xoắn đáng sợ kia. Tam trọng phong thuộc tính túc sát ý chí, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, người này đã lĩnh ngộ phong chi ý chí, so với người hắn vừa giết cường đại hơn rất nhiều. Riêng lực khống chế người kia còn xa mới bằng, không hổ là cường giả chiến đế cảnh hậu kỳ đã lĩnh ngộ tam trọng ý chí. Mặc dù Tiêu Phàm đã đột phá chiến đế cảnh không tiếp tục lĩnh ngộ phong chi ý chí, nhưng hắn cũng không dám xem thường phong chi ý chí. Một luồng gió nhẹ nhẹ có lẽ sẽ không có bất kỳ uy lực gì, vô ảnh vô hình, thậm chí đập vào trên mặt còn cảm thấy sảng khoái, nhưng mà gió hơi lớn một chút liền có thể thổi đứt nhánh cây, mà cuồng phong thì có thể nhổ tận gốc đại thụ. Cho dù là tu sĩ nào cũng không dám khinh thường người đã lĩnh ngộ phong chi ý chí, không chỉ có thể tăng tốc độ, hơn nữa còn có thể giết người, cái ý chí này cũng đủ khiến bọn Tiêu Phàm chịu đủ. Nếu như không phải bên trong Tu La ý chí có chứa khoái mạn ý chí, Tiêu Phàm cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ khoái mạn ý chí. Lão Tam, người đứng một bên nhìn, để ta mần thịt hắn. Bàn tử vô cùng bá đạo nói, cánh tay phải chấn động, chiến thiên kích đan sen lôi điện chi lực. Hắn đã lĩnh ngộ thiên lôi ý chí, vô luận là tốc độ hay là lực sát phạt đều không kém người cùng giai đã lĩnh ngộ phong chi ý chí. Bàn tử lúc còn là chiến hoàng cảnh từng giết qua chiến đế trung kỳ, hiện tại hắn đột phá chiến đế cảnh. Há còn sẽ e ngại chiến đế cảnh hậu kỳ. Huống chi, cho dù biết rõ không địch lại, bàn tử cũng sẽ không lùi lại. Trảm hồn kiếm, đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, bàn tử còn chưa kịp xuất thủ, phía sau đột nhiên xẹt qua một dải lụa màu trắng. Nhìn kỹ, đó là một đạo kiếm khí nhìn qua rất bình thường, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác kinh tâm động phách, cho dù là bàn tử cùng Tiêu Phàm đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Một kiếm quá nhanh. May mà một kiếm không phải đối phó với bọn họ, bằng không bọn họ không chết cũng tàn phế. Phập phập, một tiếng vang giòn, trong không khí giống như tạo thành vật hữu hình, bị kiếm khí màu trắng kia xé toạc,
mưa to gió lớn giống như đứng khựng lại. Một kiếm liền xé rách gió. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói, thứ hắn lĩnh ngộ chính là phong chi ý chí cùng khoái mạn ý chí, nhưng cũng bị tốc độ của một kiếm này làm cho chấn kinh, bởi vì cho dù là hắn, cũng chỉ miễn cưỡng làm được. Cũng không phải là Quan Tiểu Thất không mạnh, mà là hắn vốn chỉ am hiểu cung tiễn, tốc độ là ưu thế tuyệt đối của hắn, nhưng mà một kiếm vừa rồi, Quan Tiểu Thất cho rằng bản thân cũng không thể chiếm được chỗ tốt nào. Đám người một lúc lâu sau mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhìn về hướng kiếm khí phát ra, ánh mắt tập trung vào một thanh niên gầy gò áo bào trắng. Chương 828, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vân Khê, Ngô Minh nghiến răng nghiến lợi gào lên một tiếng, sát khí nặng nề nhìn chằm chằm thanh niên gầy gò áo bào trắng, trừ Vân Khê ra còn có thể là ai? Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra sự vui vẻ, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc trước thực lực của Vân Khê, một kiếm phá nát ý chí chiến đế hậu kỳ, thực lực như vậy, cũng tương đương với Lôi Hạo. Ngươi rốt cuộc đã khôi phục tu vi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đối đầu với Ngô gia chúng ta? Ngô Minh mặt âm trầm quát, ngươi muốn giết công tử, phải bước qua xác ta trước. Vân Khê thản nhiên nói, trong mắt lóe lên tia sáng, quanh thân kiếm khí lượn lờ, sắc mặt vô cùng kiên nghị. Nếu như Vân Khê còn chưa được thấy thực lực chân chính của Tiêu Phàm, hắn có lẽ sẽ không xuất thủ, bởi vì trong lòng hắn vẫn hoài nghi Tiêu Phàm muốn lợi dụng hắn. Cho dù là trình độ luyện dược cùng tài nghệ y thuật của Tiêu Phàm, Vân Khê cũng có chút hoài nghi, bởi vì Vân Phán Nhi là nhược điểm duy nhất của hắn. Tiêu Phàm rất có thể cố ý tạo ra những điều này để khiến hắn quy thuận. Nhưng sau khi được thấy thực lực của Tiêu Phàm, Vân Khê biết rõ, Tiêu Phàm thật sự chẳng muốn lấy thứ gì từ chỗ hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất là sau khi Tiêu Phàm đưa cho hắn bát phẩm thối hồn đan, trong lòng Vân Khê vẫn luôn tự trách, đến bát phẩm đan dược cũng đưa cho mình, cho dù cố ý muốn lôi kéo mình thì đã sao chứ. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội báo đáp Tiêu Phàm. Bây giờ gặp phải cái phiền toái Ngô gia này, bản thân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không phải là cơ hội tốt để báo đáp Tiêu Phàm à, Vân Khê tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn thử xem sau khi thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn tiệt hồn kiếm, thực lực của bản thân sẽ như thế nào. Công tử, nghe được hai chữ này, Ngô Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười gằn. Vân Khê à Vân Khê, ngươi thật đúng là đồ ngu, thánh thành nhiều gia tộc mời ngươi gia nhập như vậy. Cho ngươi làm khách khanh trưởng lão ngươi lại không đồng ý, bây giờ lại kêu một cái kẻ ngoại lai là công tử. Ngô Minh ngươi mặc dù là Ngô gia đại thiếu gia, nhưng trong mắt của ta, đến sách giày cho công tử cũng không xứng. Trong mắt Vân Khê đều là vẻ khinh thường, bản thân đã từng là thiên tài chiến hồn điện, Vân Khê rất hiểu tính tình của đám đệ tử gia tộc này, nếu có thế gia bối cảnh, Vân Khê hắn tự phụ cũng sẽ không ít hơn thánh thành bát tuấn. Ngươi tự tìm cái chết, Ngô Minh gầm thét, ngươi chết thì không sao. Chẳng lẽ ngươi không sợ muội muội của ngươi chết? Yên tâm, trước khi muội muội của ngươi chết, ta chăm sóc nàng thật tốt, sau đó tìm 7-8 tráng hán. Chết đi, Ngô Minh vừa dứt lời, Vân Khê đột nhiên biến mất, hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Ngô Minh, nếu như nói Vân Khê vẫn còn điểm yếu, vậy cũng chỉ có Vân Phán Nhi. Có thể nói, Vân Phán Nhi là vảy ngược của Vân Khê, ai chạm vào vảy ngược đó thì đều phải chết. Thấy Vân Khê đánh tới, Ngô Minh không những không giận mà còn cười. Cũng không có ý động thủ, ngược lại khí định thần nhàn nhìn đạo kia lưu quang kia. Hừ, lúc Vân Khê sắp tới gần Ngô Minh, một tiếng hừ lạnh vang lên, giọng nói không lớn, lại vô cùng oai phong, uy chấn tứ phương. Chỉ thấy Ngô Thánh Chi vẫn luôn đứng yên lặng đột nhiên duỗi một bàn tay ra, đánh về phía Vân Khê, chỉ một thoáng, hồn lực trưởng cương lớn khoảng một trượng từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Vân Khê, không khí bỗng nhiên chấn động, rất nhiều tu sĩ kinh ngạc nhìn. Chiến đế đỉnh phong. Bọn Tiêu Phàm thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Tiêu Phàm hét lớn. Vân Khê, mau lui lại, chiến đế đỉnh phong, hồn lực cùng khí thế phát ra kia, đến Tiêu Phàm cũng có chút hãi hùng khiếp vía, ba tiểu cảnh giới, sự chênh lệch này không phải lớn bình thường, đây chính là sự khác biệt giữa trời và đất. Vân Khê phản ứng cực nhanh, căn bản không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, hắn cũng dùng bộ pháp quỷ dị rời khỏi phạm vi của hồn lực trường cương, nhưng hắn lại không hề có ý lui lại. Dù cách nhau hơn trăm trượng, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người Vân Khê, hai mắt hắn đỏ ngầu như máu. Ngô Minh dám châm chọc muội muội của hắn, Vân Khê liền dám liều mạng với hắn, quản ngươi Ngô Thánh Chi là tu vi gì, dù là chiến đế đỉnh phong thì thế nào chứ? Hiện tại, hắn chỉ muốn Ngô Minh chết, cảm nhận được sát khí trên người Vân Khê, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống. Lão nhị, tiểu ngũ, trước hết giết bọn chúng. Được, bàn tử cùng quan tiểu thất gật đầu. Bàn tử không chút do dự bắn ra,
mà liệt nhật cung trong tay Quan Tiểu Thất lần nữa được kéo lên. Gào, một tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy chỗ Tiêu Phàm đứng kim quang hừng hực, một cỗ uy áp của thú đế lan tràn. Một cỗ hỏa diễm khí tức hừng hực đập vào mặt, ngay sau đó, lại có một cỗ hàn băng chi khí đáng sợ phóng lên tận trời, trong không khí phát ra từng tiếng nổ đùng đùng. Toàn bộ chiến đấu trong không trung nháy mắt dừng lại, cho dù là Vân Khê, cũng bị động tĩnh ở chỗ kia hấp dẫn, bỗng nhiên lui về phía sau. Cùng lúc đó, một đám mây hình nấm từ phía dưới bay lên, chia đám người Tiêu Phàm cùng đám người Ngô Gia Gia, hai phe lùi về phía sau mấy chục trượng, đứng từ xa nhìn lại. Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía tiểu viện ở phía dưới. Đây hình như là hồn lực ba động do hồn thú đột phá bát giai tạo thành, thánh thành bát giai hồn thú mặc dù có không ít, nhưng là hầu như đều ở trong thượng trọng thiên mà. Người đang nói nhảm à, hồn thú này không phải vừa mới đột phá à, trước đó chỉ là thất giai đỉnh phong mà thôi, nhưng mà lần này có vẻ như là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có hai con sủng vật, một con sư tử, một con hắc ưng, chẳng lẽ là bọn chúng đột phá? Nhưng hình thể của bọn chúng cũng quá nhỏ đi, chẳng lẽ bọn chúng là hồn thú bát giai huyết mạch? Trừ hồn thú cửu giai huyết mạch, có một số ít hồn thú bát giai huyết mạch cũng có thể biến thân. Trong đám người có người đột nhiên hô lên, đồng loạt nhìn xuống phía dưới, bọn hắn rất muốn biết rốt cuộc phía dưới là bát giai hồn thú gì. Cứu, cũng đúng lúc này, một tiếng kêu nhỏ vang vọng trời cao, chỉ thấy bên trong một căn phòng khác, một loại khí tức âm u tràn ra, đám người chỉ cảm thấy toàn thân run lên một cái. Khí tức kia thật sự quá băng lãnh, cho dù là tu sĩ chiến đế cảnh sơ kỳ cũng không chịu được, hơn nữa, đây rõ ràng cũng chỉ là dấu hiệu vừa mới đột phá bát giai. Một khi đột phá xong bát giai, nó phải cường đại đến mức nào chứ? Nhất định là hai con hồn thú kia của Tiêu Phàm, hơn nữa bọn chúng đều đột phá. Có người cả kinh kêu lên, một con hồn thú đột phá bát giai chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà hai con hồn thú đồng thời đột phá, điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bát giai hồn thú, chính là tương đương với tu sĩ cường giả chiến đế của nhân loại, thực lực của hồn thú cùng giai còn mạnh hơn tu sĩ nhân loại, tương đương với thiên tài cùng giai của nhân loại. Nếu như hai con hồn thú đột phá thành công, Tiêu Phàm há không phải có thêm hai chiến đế cảnh giúp đỡ sao? Tiểu Kim cùng Tiểu Minh rốt cục đột phá bát giai, Tam ca, nhất định là thối hồn đan của huynh phát huy tác dụng. Quan Tiểu Thất cười ha ha nói, bọn họ đều là vì nhờ có thối hồn đan của Tiêu Phàm mới có thể đột phá chiến đế cảnh, bây giờ rốt cục đến phiên Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, đột nhiên hắn biến sắc, cả kinh kêu lên. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đột phá, sẽ biến về bản thể. Bàn tử cùng Quan Tiểu Thất nghe vậy, nét cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, bị sự lo lắng nồng đậm thay thế. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đều là hồn thú cửu giai huyết mạch, một khi đột phá lộ ra bản thể, bát đại thế gia sẽ bỏ qua cho bọn chúng sao? Chương 829, không dám giết ngươi, bát đại thế gia sẽ bỏ qua bọn chúng sao? Tiêu Phàm để tay lên ngực tự hỏi, thần sắc vô cùng âm trầm. Đáp án dĩ nhiên là không thể nào. Hồn thú cửu giai huyết mạch, vô cùng có khả năng đột phá cửu giai, tương đương với cường giả chiến thánh của nhân loại, cho dù là toàn bộ vô song thánh thành, cũng tìm không thấy mấy cường giả chiến thánh đâu. Chỉ cần cho Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đầy đủ thời gian, cũng đủ để thay đổi cục diện vô song thánh thành. Nghĩ vậy, sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng trầm trọng, vừa định nhắc nhở Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, lúc này, giọng nói của Ngô gia phụ tử vang lên. Bát giai hồn thú, ha ha, Ngô gia ta muốn. Ngô Thánh Chi cực kỳ bá đạo nói ra, trong số tu sĩ ở đây, Ngô gia của hắn quả thực lớn nhất, không có người nào dám làm trái ý hắn. Cha, hai con bát giai hồn thú tặng cho con làm tọa kỵ đi, vừa hay giúp Ngô gia chúng ta huấn luyện bọn chúng. Ngô Minh cười to nói, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn thấy, hai con hồn thú này nhất định thuộc về Ngô gia, không ai có thể hơn Ngô gia hắn. Trong đầu hắn thậm chí đã xuất hiện cảnh tượng hắn khống chế bát giai hồn thú tung hoành trên không trung vô song thánh thành. Vi phụ tin tưởng con nhất định có thể thuần phục bọn chúng. Ngô Thánh Chi vuốt vuốt sợi râu, vẻ mặt cao thâm khó lường. Phụ tử bọn họ ngươi một câu ta một câu, tu sĩ bốn phía giận mà không dám nói gì, rất nhiều người cũng nghĩ đến cảnh tượng bắt Tiểu Kim cùng Tiểu Minh làm thú cưỡi. Gào, đột nhiên, một tiếng gầm dài đem tinh thần của tất cả mọi người kéo trở lại. Chỉ thấy hai đạo lưu quang từ dưới sân phóng lên tận trời, xông thẳng về phía chân trời. Hai đạo lưu quang không phải ai khác, chính là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, bọn chúng mặc dù đang ở biên giới đột phá, khí tức cuồng bạo trên người chúng có thể cảm nhận được. Nhưng Tiêu Phàm cảm thấy may mắn là bọn chúng cũng không biến trở về bản thể, hơn nữa trong lúc mấu chốt thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, phá vỡ sự bao vây của đám người.
Hắn tin tưởng, với tốc độ của Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, chiến đế hậu kỳ tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp, ở đây, đoán chừng cũng chỉ có Ngô Thánh Chi có thể đuổi được. Trong chớp mắt, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đã chỉ còn thấy một bóng đen mờ mờ, chẳng mấy chốc biến mất hoàn toàn trong tầm mắt tất cả mọi người. Muốn chạy, còn chưa được sự đồng ý của lão phu đâu. Ngô Thánh Chi cười lạnh một tiếng, lách mình liền đuổi theo. Ngô Thánh Chi, đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, giống như tiếng sấm vang vọng trong không trung, đám người nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Phàm nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở bên người Ngô Minh. Trên cổ Ngô Minh có một thanh trường kiếm màu trắng, mà người cầm thanh trường kiếm chính là Tiêu Phàm. Hắn sao có thể xuất hiện bên người Ngô Minh? Đây là thuấn gì sao? Ngô Minh hình như là chiến đế sơ kỳ đó, vậy mà trước mặt Tiêu Phàm lại chẳng phản kháng được chút nào. Tốc độ như vậy cũng quá khủng bố đi. Đám người hít một ngụm khí lạnh, tất cả đều kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong lòng hơi run run, tốc độ của Tiêu Phàm hơn tất cả mọi người ở đây, dù là chiến đế hậu kỳ cũng không ngoại lệ. Tốc độ hắn vừa bộc phát ra, tuyệt đối không kém gì chiến đế đỉnh phong, bởi vì không có một người nào kịp phản ứng, kiếm của Tiêu Phàm đã gác ở trên cổ Ngô Minh. Nếu như hắn muốn giết Ngô Minh, Ngô Minh há không phải đã đầu người rơi xuống đất rồi sao? Nghĩ vậy, đám người cũng không dám tiếp tục khinh thường Tiêu Phàm, hắn có thể đánh bại Lôi Hạo cũng không phải dựa vào may mắn, mà là thực lực chân chính, tốc độ như vậy đã không kém gì Thánh Thành Bát Tuấn. Ngô Minh chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, toàn thân run rẩy một cái, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, thì thấy một thanh trường kiếm lóe lên ánh sáng trắng. Hai chân hắn như nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã xuống, lúc này, Ngô Minh chỉ cảm thấy ngực đau nhói, sau một khắc, hắn muốn phản kháng cũng không còn chút sức mạnh nào. Ngươi, Ngô Minh hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm, ba cây tỏa hồn châm chui vào trong người hắn, vận mệnh của hắn đã nằm trong tay Tiêu Phàm. Ngô Thánh Chi chỉ có thể trơ mắt nhìn hai điểm đen biến mất hoàn toàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, tự tìm cái chết. Tiêu Phàm nhe răng cười, thu hồi trường kiếm, một tay kéo cổ Ngô Minh, giống như đang lôi một con gà chết vậy. Ngô Minh đã bị phong bế hồn hải, sao có thể phản kháng được chứ? Tiêu Phàm khịt mũi, khinh thường nói. Ta tự tìm cái chết đấy, ngươi có thể làm gì được ta? Nhìn thấy Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hoàn toàn biến mất, tảng đá lớn trong lòng Tiêu Phàm rốt cuộc được buông xuống, mặc dù lần trước giết chết người công tôn gia tộc, thiếu chút nữa thì bại lộ thân phận hồn thú cửu giai huyết mạch của Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không ai nhận ra thân phận thật sự của Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Bây giờ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đã chạy trốn, không ai biết được thân phận của bọn chúng, chỉ cần Ngô Thánh Chi không đuổi theo, an nguy của bọn chúng hẳn không cần phải quá lo lắng. Vừa rồi hắn thật sự không còn cách nào, vì ngăn cản Ngô Thánh Chi đuổi theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Tiêu Phàm phải thi triển Thiên Lý Đằng Quang Thuật. Thiên Lý Đằng Quang Thuật có thể nháy mắt đi ngàn dặm, Tiêu Phàm mặc dù chỉ tu luyện tới nhất trọng, nhưng cho dù chỉ có thể phát huy được 1/10 uy lực cũng đã đủ rồi. Trong nháy mắt đi trăm dặm mặc dù có chút khoa trương, nhưng khoảng cách giữa hắn và Ngô Minh cũng không đến 100 trượng. Tiêu Phàm dốc toàn lực mà nói, xuất hiện ở bên người Ngô Minh, tất nhiên chỉ là việc trong vòng nháy mắt, trong mắt rất nhiều người thì đây chính là thuấn di. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Ngô Thánh Chi nhất thời không biết nói gì, tính mệnh Ngô Minh nằm trong tay Tiêu Phàm, hắn căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, trừ phi hắn mặc kệ sự sống chết của Ngô Minh. Tiêu Phàm, nếu ngươi dám giết ta, Ngô gia ta sẽ lột da róc xương ngươi. Ngô Minh hung ác nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt vô cùng ác độc, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn tươi nuốt sống. Bốp, vừa dứt lời, Tiêu Phàm một bàn tay vung ra, miệng Ngô Minh bắn ra một búng máu, đau đến mức hắn thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ. Ta không dám, Tiêu Phàm cười khẽ, không tiếp tục quan tâm Ngô Thánh Chi, ngược lại nghiền ngẫm nhìn Ngô Minh nói. Ngươi muốn chết như thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra, xem ta có dám làm hay không? Ngô Minh liếm liếm vết máu trên khóe miệng, trong mắt lóe lên một vẻ tà ác, nhe răng trợn mắt nói. Chỉ cần ta không chết, ta nhất định đem ngươi chặt thành 8 mảnh, đầu tiên chặt đứt hai tay, sau đó đến hai chân, sau đó móc hai mắt của ngươi, rút gân lột ra, khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn, cuối cùng khiến ngươi trở thành một phế nhân triệt để. Tam ca, giết hắn. Nghe hắn nói như thế, Quan Tiểu Thất là người đầu tiên nhịn không được, phẫn nộ nói. Sắc mặt Bàn Tử cũng vô cùng lạnh lẽo. Nếu như không phải nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn còn duy trì sự bình tĩnh, có lẽ hắn sẽ trực tiếp xông lên, đem Ngô Minh chém thành 8 mảnh. Nhưng mà giờ phút này Tiêu Phàm lại bình tĩnh dị thường, bình tĩnh đến mức có chút đáng sợ, hắn không có bất kỳ cảm giác phẫn nộ nào, ngược lại cười lên. Không thể không nói, ngươi là người đầu tiên không sợ chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong tất cả những người hắn từng gặp,
chỉ cần sát khí của Tiêu Phàm tràn ra, còn chưa từng có người nào dám uy hiếp hắn như vậy, Ngô Minh quả thực là người đầu tiên. Nhưng Tiêu Phàm biết Ngô Minh cũng không phải không sợ chết, mà là có chỗ dựa vào, đó chính là phụ thân của hắn Ngô Thánh Chi. Ta không sợ chết đấy, có gan thì ngươi giết ta, đến đây, không dám đúng không? Không dám thì đừng nói nhảm nữa, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền cho ngươi toàn thây. Ngô Minh vẻ mặt cao cao tại thượng, không hề coi mình là tù nhân. Dù là Tiêu Phàm có bình tĩnh hơn nữa, thì cũng bắt đầu tức giận, người thánh thành quá mức cao ngạo tự cho mình là đúng, thực sự cho rằng kẻ ngoại lai như hắn không dám giết bọn họ, thực sự là quá buồn cười. Từ trên người ngươi, ta cũng chân chính hiểu được sự ngạo mạn không coi ai ra gì của người thánh thành, đây cũng là bản tính vĩnh viễn không thay đổi được, còn muốn cho ta toàn thây. Ngươi thực sự cho rằng chỉ cần có cha ngươi ở chỗ này, ta không dám giết ngươi. Tiêu Phàm giọng nói càng ngày càng lạnh, tiếu dung trên mặt cũng từ từ biến mất, thay vào đó là sát khí nồng đậm. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, Ngô Minh trong lòng lại cảm thấy lạnh cả người. Chương 830, Tiêu Phàm hung ác. Cảm nhận được sát khí lạnh như băng trên người Tiêu Phàm, người biết rõ tính cách của Tiêu Phàm, thì đều biết Tiêu Phàm đang rất tức giận. Đột nhiên, Tiêu Phàm bắt lấy hai tay Ngô Minh, khóe miệng dương lên, sau đó hai tay bỗng nhiên kéo một cái, máu bắn tung tóe, chỉ thấy một cánh tay của Ngô Minh bị Tiêu Phàm bẻ đứt. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên, Ngô Minh đau đớn mặt tái mét, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Hắn nói muốn bẻ gãy hai tay Tiêu Phàm, chặt đứt hai chân. Những lời này cũng chỉ là hù dọa Tiêu Phàm một chút mà thôi, hắn nghĩ, Tiêu Phàm có khi sẽ bị dọa liền sẽ thả hắn đi. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực sự bẻ gãy một cánh tay của hắn, loại đau đớn này, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Danh con, dừng tay cho ta. Ngô Thánh Chi phẫn nộ kêu lên, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt. Con cái của hắn mặc dù không ít, nhưng chỉ có Ngô Minh được coi như là thiên phú không tệ. Chính là người thừa kế chức gia chủ Ngô gia được công nhận. Ngô Minh rất có khả năng sẽ đạt tới trình độ như hắn, thậm chí vượt qua hắn, đưa Ngô gia lên một tầm cao mới. Nhưng mà hiện tại, Ngô Minh có thể sống sót hay không còn chưa biết, điều này Ngô Thánh Chi sao có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người cũng bị sự hung ác của Tiêu Phàm làm câm nín triệt để, rất nhiều người âm thầm kinh hô, Tiêu Phàm thực sự là một người ngoan độc, đây chính là Ngô gia đại thiếu đó. Lại bị hắn cứ như vậy bẻ gãy một cánh tay. Ngươi muốn chặt hai tay ta. Tiêu Phàm căn bản không để ý đến Ngô Thánh Chi, con người bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngô Minh, khóe miệng nhếch lên một đường cung quỷ dị. Nhìn thấy tiếu dung này, toàn thân Ngô Minh run lên một cái, đây quả thực là nụ cười ma quỷ. Phốc, một tiếng vang lên, lại một đám máu bay tung tóe. Tiêu Phàm lần nữa bẻ đứt cánh tay Ngô Minh, mà một cái tay khác của hắn bóp chặt cổ Ngô Minh, khiến Ngô Minh căn bản không kêu lên được một tiếng nào. Đám người chỉ thấy mặt Ngô Minh nhăn nhó, mồ hôi trên trán lăn xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn con người kịch liệt run rẩy, đó là vô tận sợ hãi. Hung ác, vô cùng hung ác, đám người thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh, không ít người trong lòng khẽ run lên, sự tàn nhẫn của Tiêu Phàm vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tiêu Phàm, nếu ngươi dám động đến con ta một lần nữa, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngô Thánh Chi lách mình chuẩn bị phóng về phía trước, đằng đằng sát khí. Từng ấy năm hắn lần đầu tiên tức giận như vậy. Sống không bằng chết, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, cánh tay bóp cổ Ngô Minh tăng thêm sức, Ngô Thánh Chi vội vàng ngừng thân hình, sợ Tiêu Phàm giết con tin. Phập, vừa dứt lời, một đạo kiếm chỉ từ đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra, hồn lực chi kiếm sắc bén đảo qua xương bánh chè của Ngô Minh, máu tươi bắn lên, xương bánh chè phía dưới bị một kiếm chặt đứt. Sau đó Tiêu Phàm lần nữa búng ngón tay, hai chân Ngô Minh nổ tung, điều này cũng có nghĩa là cho dù Ngô Minh không chết, hắn cũng trở thành một người vĩnh viễn cụt hai chân. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không phải là một người bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ ác, mà là một người ăn mềm không ăn cứng. Ngô Minh ngươi muốn ta chết, Ngô Thánh Chi ngươi lại muốn ta sống không bằng chết, vậy ta chặt đứt hai cánh tay Ngô Minh ngươi, chặt đứt hai chân Ngô Minh ngươi, thì có là gì đâu chứ. Phụt, Ngô Thánh Chi lên cơn giận dữ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn thiếu chút nữa thì tức điên. Lời nói uy hiếp của hắn chẳng có bất cứ tác dụng gì đối với Tiêu Phàm, trong lòng Ngô Thánh Chi có chút hối hận, biết như vậy không nên đi tìm Tiêu Phàm báo thù. Đây vốn là ân oán giữa Lôi gia cùng Tiêu Phàm, bây giờ lại biến thành ân oán giữa Ngô gia cùng Tiêu Phàm, sự tình phát triển quá nhanh, vượt qua dự kiến của tất cả mọi người. Tiêu Phàm, thả con ta, người muốn cái gì ta đều đồng ý với ngươi. Ngô Thánh Chi thực sự sợ hãi, hai tay Ngô Minh vẫn còn, cho dù thiếu đi hai chân.
đối với chiến đế cảnh mà nói cũng không tính là gì. Chỉ cần nó vẫn là Ngô Minh trước đó, vẫn có thể tiến xa, một khi Tiêu Phàm giết Ngô Minh, vậy sẽ quá muộn. Đám người câm như hến, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung trên người Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ, nói con trai của ngươi muốn chặt đứt hai tay, hai chân, sau đó móc hai mắt, rút gân lột ra, lại khiến cho ta đoạn tử tuyệt tôn, năm điều này, ta mới làm hai cái đầu mà thôi, vẫn còn sớm. Lời này vừa nói ra, đám người hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm này, thật sự muốn đem lời nói của Ngô Minh toàn bộ thực hiện trên người hắn. Rất nhiều người thầm than Tiêu Phàm quá tàn nhẫn, giết người đầu không chạm đất, cần thiết phải tra tấn người ta thế không? Nhưng cũng không ít người cho rằng Ngô Minh đáng đời, với tính cách của Ngô Minh, nếu như Tiêu Phàm rơi vào trong tay hắn, năm điều kia tuyệt đối sẽ thực hiện trên người Tiêu Phàm. Đúng như lời nói của Ngô Thánh Chi, Tiêu Phàm nhất định là sống không bằng chết. Nếu như đứng ở trên lập trường của Tiêu Phàm, rất nhiều người cũng sẽ không bỏ qua cho Ngô Minh, buông tha hắn, Ngô gia cũng sẽ không cảm kích, ngược lại quyết tâm trả thù. Đã như vậy, vì sao không tra tấn Ngô Minh, cũng thuận tiện uy hiếp một đám người có tâm tư không tốt với mình chứ? Trong lòng Tiêu Phàm cũng nghĩ như vậy, sở dĩ tra tấn Ngô Minh như vậy, một là bởi vì Ngô Minh muốn làm như vậy hắn, hai là bởi vì hắn cố ý làm như vậy cho một số ít người ở Vô Song Thánh Thành nhìn. Tiêu Phàm ta mặc dù là kẻ ngoại lai, nhưng là cũng không phải loại dễ bắt nạt, Ngô gia mặc dù cũng được coi là đại gia tộc, nhưng không phải người Ngô gia vẫn chết trong tay ta sao? A, à, đột nhiên, một tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng trong không trung, chỉ thấy Tiêu Phàm xuất ra hồn lực chi chảo, trực tiếp móc đi hai mắt Ngô Minh, cùng lúc đó, Tiêu Phàm rút tỏa hồn châm trong thân thể Ngô Minh ra, sau đó đem Ngô Minh ném ra ngoài. Ngô Minh thân thể co rúm trong không trung, không ngừng lăn lộn, hai tay bị bẻ gãy, hai chân bị chém đứt, hai mắt bị móc, loại đau đớn này, chỉ có người tự mình trải nghiệm mới hiểu rõ được. Đám người ở xung quanh nhìn vậy cũng thấy đau lòng, không đành lòng nhìn thẳng, một chiêu này của Tiêu Phàm thực sự là quá ác. Minh Nhi, Ngô Thánh Chi là người đầu tiên phản ứng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Ngô Minh, ôm lấy Ngô Minh, hai mắt đỏ bừng. Lúc này, Ngô Thánh Chi đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ hồn lực cuồng bạo dao động từ trên người ông phóng ra. Cuồng phong đáng sợ rít gào giận dữ, ngưng tụ thành vô số đầu phong long to lớn. Phong long tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành cho bụi, không khí giống như bị một sức mạnh to lớn ép chặt lại, vô cùng áp lực. Tứ trọng phong chi ý chí, đám người kinh hô, phong chi ý chí đáng sợ, so với hai người của Ngô gia trước đó còn cường đại hơn rất nhiều. Dù là cách xa mấy trăm trượng, cũng có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Rất nhiều tu sĩ Vô Song Thánh Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực của Ngô Thánh Chi, vậy mà lại là chiến đế đỉnh phong. Tứ trọng ý chí so với tam trọng ý chí thì cường đại hơn rất nhiều, căn bản không cùng một cấp độ. Tiêu, Phàm, Ngô Thánh Chi gần như gần từng chữ, bây giờ hắn hận không thể uống máu ăn thịt Tiêu Phàm, nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, như là một đầu hồng hoang mãnh thú, khát máu quát. Ngươi thật ác độc, ta, à, thực sự rất buồn cười, con trai của ngươi muốn chặt đứt tay chân ta. Móc hai mắt ta, như vậy không phải hung ác. Bây giờ tất cả những điều này ứng nghiệm trên người con trai ngươi, ngươi liền bảo ta thật ác độc. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, áo bào đen bay phần phật, căn bản không có chút sợ hãi nào. Con ta muốn giết ngươi, là do ngươi đáng chết. Ngô Thánh Chi giọng nói vô cùng bá đạo, khí thế đang không ngừng tăng lên, trong mắt ông, hôm nay Tiêu Phàm khó thoát khỏi cái chết. Chương 831, vừa rồi bắn lệch, ha ha. Nghe được lời nói của Ngô Thánh Chi, Tiêu Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ là ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo, lạnh giọng nói con trai của ngươi muốn giết ta, ta liền đáng chết. Thật đúng là vô cùng báo đạo, ngừng lại, Tiêu Phàm lập tức nâng tu la kiếm trong tay lên, chỉ vào Ngô Thánh Chi, cười lạnh nói. Ngươi nói nhảm với ta nửa ngày, không phải muốn nói với ta cái thế giới này dùng nắm đấm để nói chuyện sao? Như lời ngươi nói, con trai của ngươi yếu hơn ta, cho nên hắn liền đáng chết. Đi chết đi, Ngô Thánh Chi triệt để tức giận, rốt cuộc không chịu đựng được, hóa thành một đạo tia sét đánh về phía Tiêu Phàm. Cuồng phong gào thét trong không trung, phong bạo cuồng mãnh vây xung quanh Tiêu Phàm, khí tức hủy diệt quét sạch xung quanh, khiến cho đám người có loại cảm giác như rớt vào hầm băng. Lúc Ngô Thánh Chi hành động, những đầu cuồng phong cự long trong không trung cũng động, từ bốn phía lao tới, phong tỏa xung quanh, không cho Tiêu Phàm cơ hội chạy trốn. Chỉ trong vòng nháy mắt, một kích mang tính hủy diệt đánh về phía Tiêu Phàm. Ngô Thánh Chi là một chiến đế đỉnh phong, một kích phẫn hận ít nhất cũng phải phế bỏ Tiêu Phàm. Mà lúc Ngô Thánh Chi sắp tới gần Tiêu Phàm, thân thể Tiêu Phàm khẽ động, giống như gió, vô cùng lăng lệ,
trực tiếp phá vỡ từng tầng sóng gió, không lùi mà tiếp tục tiến tới, chớp mắt liền đi tới trước người Ngô Thánh Chi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người thấy thế, trong lòng bỗng nhiên run lên một cái, Tiêu Phàm này muốn chết hay sao, mà muốn lấy cứng đối cứng với Ngô Thánh Chi. Ngô Thánh Chi là chiến đế cảnh đỉnh phong đã lĩnh ngộ tứ trọng phong chi ý chí, dù là vừa mới đột phá chiến đế đỉnh phong, cũng khác biệt một trời một vực với chiến đế hậu kỳ. Tứ trọng ý chí, triển khai viên mãn. Rất nhiều người lĩnh ngộ hai loại ý chí, dù đều là nhất trọng, có lẽ cũng có thể liều mạng với chiến đế trung kỳ, bởi vì sức mạnh của tam trọng trước đó cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu lĩnh ngộ tứ trọng ý chí, vậy có thể đơn giản nghiền ép tu sĩ chiến đế hậu kỳ. Đám người còn chưa kịp từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, một đạo hắc sắc lưu quang liền bị đánh bay ra, hung hăng đập vào mặt đất rung động mãnh liệt một cái, bụi bay đầy trời. Đám người nhìn về hướng không trung, lại nhìn thấy Ngô Thánh Chi đang đứng lơ lửng trên không trung, thần sắc vô cùng lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, giống như đang cười Tiêu Phàm ngu muội vô tri cùng với quá cuồng vọng tự đại. Chiến đế sơ kỳ đối chiến với chiến đế hậu kỳ có lẽ còn có chút hy vọng, dù sao, Thánh Thành Bát Tuấn cũng có thể làm được điều này, nhưng chiến đế sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ, tuyệt đối không phải là đối thủ của chiến đế đỉnh phong. Đúng vậy, ta nghe nói, người đã lĩnh ngộ tứ trọng ý chí, sức mạnh của họ đã có thể dẫn ra sức mạnh tự nhiên, uy năng tăng lên gấp bội, dù là chiến đế hậu kỳ muốn vượt giai khiêu chiến cũng rất khó khăn, huống chi là chiến đế sơ kỳ. Tiểu tử này quá mức cuồng ngạo. Đến Ngô Minh hắn cũng dám phế, còn có cái gì là hắn không làm được chứ? Đám người bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Phàm có lẽ rất mạnh, thậm chí có thể so sánh với Thánh Thành Bát Tuấn, nhưng trước mặt chiến đế cảnh đỉnh phong vẫn còn kém rất nhiều. Thứ này có liên quan đến sự lĩnh ngộ của chiến đế đỉnh phong, đó chính là sức mạnh tự nhiên của thiên địa. Vô luận là thế, ý, hay là ý chí, cũng chỉ là một loại sức mạnh mà bản thân tu sĩ lĩnh ngộ ra mà thôi, sức mạnh của một người có mạnh hơn nữa. Cũng sao có thể so với sức mạnh tự nhiên chứ? Thiên địa rộng lớn vô tận, dù là chiến thần trong truyền thuyết cũng chưa chắc dám nói biết hết về thiên địa, huống chi những tu sĩ chiến đế cảnh như bọn họ. Sức mạnh bản thân là hữu hạn, mà sức mạnh của thiên địa tự nhiên là vô hạn, đây chính là nguyên nhân vì sao tu sĩ chiến đế hậu kỳ muốn vượt giai khiêu chiến chiến đế đỉnh phong lại khó khăn như vậy. Khụ khụ, đám người còn chưa dứt lời, từ bên trong đám bụi kia, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan, ngay sau đó một thân ảnh chật vật chậm rãi đi ra. Tiêu Phàm, hắn không chết. Đám người kinh ngạc nhìn thân ảnh kia, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, người kia chính là Tiêu Phàm. Một chiến đế sơ kỳ, tiếp nhận một kích của chiến đế đỉnh phong, lại còn không chết. Cái này cũng quá dọa người đi, cho dù là tất cả những người có mặt ở đây cũng chưa bao giờ thấy, dù là chiến đế hậu kỳ đối chiến với chiến đế đỉnh phong cũng không kỳ lạ như vậy. Quan trọng nhất là, Tiêu Phàm ngoại trừ y phục rách nát một chút ra, cũng không có bất kỳ điều gì khác lạ. Nói cách khác, Tiêu Phàm cường ngạnh chống lại một kích của Ngô Thánh Chi mà lại không chết. Ngươi tại sao lại không sao? Ngô Thánh Chi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, còn kinh ngạc hơn những người khác. Một kích vừa rồi, đừng nói chiến đế sơ kỳ, cho dù là chiến đế hậu kỳ, không chết cũng tàn phế, huống chi là một chiến đế sơ kỳ chứ. Nhưng bộ dáng của Tiêu Phàm cũng không hề giống xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngươi quá yếu, Tiêu Phàm mặt coi thường. Nhưng trong lòng hắn rất trầm trọng, huyết dịch gần như sôi trào, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. May mà vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển, lập tức đem loại cuồng bạo trong máu kia áp chế, chỉ một chút nữa sức mạnh của tu la huyết mạch liền vận chuyển lại. Chiến đế đỉnh phong, so với chiến đế hậu kỳ còn cường đại hơn rất nhiều, chí ít cũng gấp 10. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Không biết lúc ấy Ngô Thánh Chi bộc phát ra sức mạnh gì, mà khiến cho mình không có bất kỳ sức phản kháng gì. Ta quá yếu, Ngô Thánh Chi cười giận dữ, bản thân đường đường là chiến đế đỉnh phong, lại bị một tên chiến đế tiền kỳ nói quá yếu, đây quả thực quá buồn cười. Nhưng mà nghĩ lại, bản thân đường đường là chiến đế đỉnh phong, một kích tất sát đến một tên chiến đế tiền kỳ cũng không giết nổ, trên một phương diện nào đó, cũng quả thực là quá yếu. Cha, thay ta báo thù, giết hắn, nơi xa, Ngô Minh phẫn nộ gào thét, hắn nằm trên mặt đất. Trong hốc mắt trào ra hai hàng huyết lệ, hai mắt bị móc, nhìn qua có chút giật mình. Xoẹt, một tiếng kêu to, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời, khi tới chỗ Ngô Minh, kim sắc lưu quang bỗng thay đổi, chui vào trong thân thể Ngô Minh. Kim sắc hỏa diễm đáng sợ đốt cháy thân thể Ngô Minh, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn ra sức giãy giụa, thế nhưng lại bị một mũi tên ghim chặt trên mặt đất, không thể động đậy. Cứu,
ta, trong miệng Ngô Minh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hữu khí vô lực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng vậy. Danh con, ta xé xác các ngươi. Ngô Thánh Chi phẫn nộ gào thét, nhiều lần liên tiếp nhìn thấy nhi tử của mình bị người tra tấn, sao hắn có thể chịu đựng được. Dù sao hắn còn sống cũng chỉ là một phế nhân, ta cho hắn chết một cách thống khoái, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Đúng lúc này, Quan Tiểu Thất đứng cách Tiêu Phàm không xa nhàn nhạt nói ra một câu. Rất hiển nhiên, mũi tên vừa rồi đúng là do hắn bắn ra, dù biết rõ không phải đối thủ của Ngô Thánh Chi, Quan Tiểu Thất vẫn đứng về phía Tiêu Phàm. Đám người nghe vậy, khóe miệng giật một cái, oán thầm một trận, ngươi nếu là một tiễn bắn chết Ngô Minh cũng liền thôi đi, nhưng một tiễn này không giết chết hắn, ngươi không phải cho hắn chết một cách thống khoái, mà là khiến hắn sống không bằng chết. Xin lỗi, vừa rồi bắn chệch, ta lại bắn thêm một tiễn, lần này nhất định bắn chuẩn, một tiễn giết chết hắn. Quan Tiểu Thất cũng phát hiện không đúng lắm, lập tức cười ha ha, lần nữa dùng hồn lực ngưng tụ thành tiễn, kéo Liệt Nhật Cung. A, nghe được lời nói của Quan Tiểu Thất, Ngô Thánh Chi cũng không nhìn được nữa, ngửa mặt lên trời gào thét, như là một đầu hồng hoang hung thú phát cuồng, hai mắt đỏ ngầu như máu, đánh về phía Quan Tiểu Thất. Chương 832, hào khí ngất trời. Tiểu tử này cố ý chọc giận Ngô Thánh Chi. Đây không phải muốn tìm cái chết sao? Ta thấy hình như không phải cố ý, hắn có vẻ như quả thực chỉ là bắn lệch một chút chút, hơn nữa lời hắn nói cũng không giống đang châm chọc Ngô Thánh Chi, mà là đang nói sự thật. Nhưng Ngô Thánh Chi nghe lời như vậy, thì sẽ cảm thấy rất chói tai. Đám người kinh dị nhìn Quan Tiểu Thất, nhưng lúc nhìn thấy Ngô Thánh Chi nhào về phía hắn, trong lòng đều cảm thấy căng thẳng, tất cả đều ngừng thở. Nghịch loạn ngũ thức đệ nhất thức, đoạn sơn hà, tiệt hồn trảm. Lúc Ngô Thánh Chi đánh về phía Quan Tiểu Thất, hai bên lại có hai tiếng nói vang lên, hai người bàn tử cùng Vân Khê từ hai bên giáp công, phối hợp hết sức ăn ý, thoáng cái liền xuất hiện ở bên người Ngô Thánh Chi. Ngô Thánh Chi không hổ là chiến đế đỉnh phong, phản ứng cực nhanh, chân đạp bộ pháp quỷ dị, nháy mắt biến mất tại chỗ, hai người bàn tử cùng Vân Khê uổng công vô ích. Cùng tiến lên cũng tốt, giết từng người một quá phiền phức. Ngô Thánh Chi trên khuôn mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn một chiến đế đỉnh phong. Nếu như ngay cả bốn chiến đế tiền kỳ đều không đấu lại được, còn không bằng chết đi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật đúng là một màn rất quen thuộc, cách đó không xa, Lâu Ngạo Thiên cau mày một cái, trầm giọng nói. Cái gì mà một màn quen thuộc? Sở Khinh Cuồng khó hiểu nói. Một năm trước, Tiêu Phàm, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim cùng một tiểu lang khác, bốn chiến vương cảnh, cùng nhau chém giết một chiến hoàng trung kỳ, không phải có chút giống tình hình hiện tại sao? Lâu Ngạo Thiên giải thích nói, lần trước bốn người Tiêu Phàm mặc dù giết chết chiến hoàng cảnh trung kỳ Tần Đao, nhưng bọn họ cũng bị trọng thương, lần này, bọn họ gặp phải là chiến đế đỉnh phong, còn có thể sáng tạo kỳ tích nữa sao? Lâu Ngạo Thiên mặc dù tin tưởng thực lực của Tiêu Phàm, nhưng trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn, thực lực của chiến đế đỉnh phong không phải bọn Tiêu Phàm có thể so sánh. Sở Khinh Cuồng mặc dù không tận mắt nhìn thấy việc ngày hôm đó, nhưng hắn cũng đã được nghe nói, biết rõ sự hung mãnh của Tiêu Phàm. Chúng ta không xuất thủ. Sở Khinh Cuồng ngẫm lại, nhìn Lâu Ngạo Thiên nói, bây giờ hắn nợ Tiêu Phàm càng ngày càng nhiều, vẫn đang tìm cơ hội báo đáp Tiêu Phàm. Bây giờ chính là một cơ hội tốt để báo đáp ân tình của Tiêu Phàm, chỉ là Ngô Thánh Chi là chiến đế đỉnh phong, khiến hắn có chút do dự. Từ lúc biết Tiêu Phàm đến nay, ta còn chưa từng thấy hắn thất bại bao giờ, cứ chờ xem, muốn trả ân tình của Tiêu Phàm, có rất nhiều cách. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm. Liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của Sở Khinh Cuồng. Bây giờ không chỉ Sở Khinh Cuồng nợ Tiêu Phàm, ngay cả Lâu Ngạo Thiên hắn cũng thiếu Tiêu Phàm một cái ân tình lớn, nếu như không có bát phẩm thối hồn đan của Tiêu Phàm, hắn muốn đột phá chiến đế cảnh cũng không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Hơn nữa bây giờ muốn Tiêu Phàm chết, cũng không phải chỉ có Ngô gia, còn có Lôi gia, thậm chí Công Tôn gia tộc. Hắn mặc dù rất tin tưởng vào thực lực của Tiêu Phàm, nhưng Ngô Thánh Chi dù thế nào cũng là chiến đế đỉnh phong. Đây là một sự chênh lệch không phải đơn giản liền có thể vượt qua, bọn Tiêu Phàm cho dù có thể thắng được, đoán chừng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó có người xuất thủ với bọn họ, hắn và Sở Khinh Cuồng lại đứng ra, mới có thể chân chính giúp Tiêu Phàm. Nhị ca, lần trước vẫn còn là chiến vương cảnh, tam ca cùng chúng ta liên thủ giết chết một chiến đế cảnh, hôm nay bốn người chúng ta, liên thủ tiếp tục làm thịt một chiến đế đỉnh phong thế nào? Quan Tiểu Thất hào khí ngất trời nói. Liệt Nhật Cung trong tay hắn sớm đã kéo căng, tùy thời có thể xuất thủ chuẩn bị, chỉ chờ câu trả lời của bàn tử cùng Tiêu Phàm. Lão Tam, ngươi thấy thế nào? Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, đột phá chiến đế cảnh,
hắn cũng rất muốn thử xem giới hạn của bản thân. Tiêu Phàm cười không nói, nhìn về phía Vân Khê cách đó không xa, ánh mắt Vân Khê vô cùng kiên quyết, quanh thân hồn lực bạo động, kiếm khí ngất trời. Nếu đều nguyện ý, hôm nay Trảm Chiến Đế lại thế nào chứ? Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, dù là vừa rồi bị đẩy lui, hắn vẫn không có bất kỳ sợ hãi gì. Bởi vì hắn cũng chưa xuất hết lực, nếu như toàn lực ứng phó, cho dù một mình hắn, cũng có thể đánh một trận với Chiến Đế cảnh đỉnh phong. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều sợ thân bằng hảo hữu của mình bị tổn thương, lại phát hiện, mình cũng không có cân nhắc đến cảm giác của bọn họ. Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất đều là huynh đệ của hắn, mỗi lần nguy hiểm không muốn luôn đứng sau lưng hắn, mà là muốn có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Điều này Tiêu Phàm vẫn luôn xem nhẹ, tận đến lúc vừa rồi mới bị lời nói của Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất làm hắn thức tỉnh. Huynh đệ, ngoại trừ cùng nhau uống rượu ra, còn có cái gì vui hơn là lưng tựa lưng cùng nhau giết địch chứ? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trên mặt Bàn Tử, Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê đều hiện lên tiếu dung, ba người cảm giác máu mình đang sôi trào, hào tình vạn trượng. Trong đầu ba người đều hiện lên cảnh chém giết Ngô Thánh Chi tu sĩ Chiến Đế đỉnh này, cười vui vẻ. Hô hô, sau một khắc, Bàn Tử cùng Vân Khê thân hình lóe lên, hai người trong nháy mắt xuất hiện ở hai hướng khác nhau, tạo thành hình tam giác với Tiêu Phàm, đem Ngô Thánh Chi vây ở giữa. Mà Quan Tiểu Thất lại là trong nháy mắt lui ra phía sau hơn mấy chục trượng, người không biết còn tưởng rằng Quan Tiểu Thất chuẩn bị chạy trốn. Mà lúc Quan Tiểu Thất lui lại, hồn lực chi tiễn hắn vẫn luôn đặt trên cung bỗng nhiên gào thét bay đi, xông thẳng về phía Ngô Minh nửa chết nửa sống. Tự tìm cái chết, Ngô Thánh Chi nào ngờ được Quan Tiểu Thất thực sự có can đảm tiếp tục xuất thủ với nhi tử của hắn, nháy mắt hóa thành một vệt sáng bắn về phía Ngô Minh. Cũng đúng lúc này, Vô Tận Kiếm Chi ý chí, Bất Hủ Kiếm Đạo ý chí và Thiên Lôi ý chí đồng thời tràn ra, không gian trong nháy mắt ngưng kết, trở nên vô cùng áp bách. Rất hiển nhiên là Tiêu Phàm, Bàn Tử cùng Vân Khê xuất thủ, ba người phối hợp hết sức ăn ý, căn bản không cho Ngô Thánh Chi cơ hội cứu Ngô Minh. Nếu như đã xuất thủ, vậy liền không chỉ muốn giết Ngô Thánh Chi, còn muốn giết cả Ngô Minh. Ba cỗ ý chí cường đại trùng kích, sức mạnh cũng không chỉ đơn giản tăng lên như một cộng một, lúc đám người bốn phía ngẩng đầu nhìn lên. Dường như nhìn thấy trong không khí toàn bộ đều là bá đạo lôi long cùng kiếm ảnh sắc bén. Kiếm chi ý chí, cùng thiên lôi ý chí đều là ý chí công sát, uy lực vô biên. Ba sức mạnh nhất trọng ý chí mà thôi, quá yếu. Ngô Thánh Chi lạnh lùng nói ra một câu, vừa dứt lời, tứ trọng phong chi ý chí điên cuồng phóng ra. Cuồng phong trong không khí nổi lên, như đao lại như kiếm, hung mãnh vô biên, gió, vô ảnh vô hình, là loại vũ khí sắc bén. Người lĩnh ngộ phong chi ý chí đều là người cực kỳ am hiểu sát phạt. Rất nhiều người Ngô gia đều lĩnh ngộ phong chi ý chí, từ điều này cũng có thể nhìn đi ra, Ngô gia cũng không đơn giản như vậy. Cuồng phong đi qua, không khí liên tục nổ, ba cỗ lực lượng bá đạo ý chí, trong nháy mắt vỡ nát tiêu tán. Mọi người cẩn thận, Chiến Đế cảnh đỉnh phong, đã có thể khống chế sức mạnh thiên địa cùng sức mạnh tự nhiên, uy lực vô tận. Bàn Tử giống to, nhắc nhở đám người, sức mạnh thiên địa cùng sức mạnh tự nhiên. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn hồi tưởng lại lực lượng bá đạo của Ngô Thánh Chi trước đó trong nháy mắt đem hắn đánh bay, chẳng lẽ đó cũng là thiên địa chi lực cùng tự nhiên chi lực? Vậy cái gì là sức mạnh thiên địa cùng sức mạnh tự nhiên? Tiêu Phàm tinh thần một phân thành hai, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện không ít tin tức, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, hít sâu một cái, trong lòng trầm ngâm nói. Xem ra ta xem thường Chiến Đế đỉnh phong, người này vậy mà có thể khống chế sức mạnh thiên địa. Chương 833, sức mạnh thiên địa đáng sợ. Cái gì gọi là sức mạnh thiên địa cùng sức mạnh tự nhiên? Trong lòng Tiêu Phàm đại khái đã có đáp án, cũng chính là bởi vì như thế, mặt hắn mới trở nên nghiêm trọng. Nhân lực có hạn, sức mạnh thiên địa là vô biên. Người, cho dù là chiến đế, hay là chiến thánh, thậm chí chiến thần trong truyền thuyết, sức mạnh cũng là có hạn, sinh mệnh cũng sẽ có điểm dừng, dù là ai cũng không thể nào phá vỡ gông xiềng và trói buộc của thời gian. Nhưng thiên địa lại là sự trường tồn, thương hải tang điền, đối với thiên địa mà nói cũng chỉ là việc trong chớp mắt. Cũng giống như tình cảnh lúc trước Tiêu Phàm nhìn thấy trong Tu La cổ địa vậy, đến điện chủ Tu La điện cường đại như vậy cũng đều chôn vùi trong lịch sử. Nhưng thiên địa bất luận bị phá hủy tới mức độ nào, nó vẫn tiếp tục tồn tại, vĩnh cửu bất diệt, từ điểm này cũng có thể thấy được sự khác biệt giữa người và thiên địa. Mà sức mạnh thiên địa, chính là sức mạnh thuộc về thiên địa, cũng giống như gió và mưa, giống như sấm sét. Đây đều là sức mạnh thiên địa. Sức mạnh thiên địa cùng với sức mạnh ý chí có sự đồng điệu, không phải, nói cho đúng, sức mạnh ý chí mô phỏng sức mạnh thiên địa. Chỗ khác biệt lớn nhất chính là,
Sức mạnh ý chí là vô hình, tu sĩ có thể mượn hồn lực làm nó hiện hình, ví dụ như phong chi ý chí, chính là dùng hồn lực mô phỏng gió trong thiên địa. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng sức mạnh thiên địa, lại là sức mạnh thực sự của thiên địa, một khi lĩnh ngộ thiên địa chi phong, liền có thể hiệu triệu gió trong tự nhiên, uy lực không chỉ gấp đôi gấp ba. Chiến đế đỉnh phong, lĩnh ngộ tứ trọng ý chí, đã có thể đem sức mạnh ý chí thực chất hóa một chút xíu, dù là chỉ là một chút xíu, cũng không phải chiến đế bình thường có thể ngăn cản. Giống như sức mạnh ý chí của ba người Tiêu Phàm, gần như trong nháy mắt liền bị Ngô Thánh Chi phá hủy. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đánh thức Tiêu Phàm, một tiễn của Quan Tiểu Thất, thành công giết chết Ngô Minh, một tiễn này trực tiếp xuyên qua mi tâm Ngô Minh. Chỉ trong vòng nháy mắt, Ngô Minh liền trúng tiễn. A, Ngô Thánh Chi ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen tung bay, hắc sắc phong bạo cuồn cuộn từ trên người hắn bắn ra, con ngươi tử huyết sắc biến thành hắc sắc, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đám người xung quanh không khỏi lạnh run, giờ phút này Ngô Thánh Chi quá đáng sợ, khí tức kia, dường như không còn là chiến đế đỉnh phong, mà là chiến thánh trong truyền thuyết. Lần này, đoán chừng là chơi lớn rồi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trước mặt Ngô Thánh Chi, hắn cảm giác được bản thân quá mức nhỏ bé, chênh lệch ba tiểu cảnh giới, cũng không phải là dễ dàng vượt qua như vậy. Dù tu la ý chí của hắn đã lĩnh ngộ được nhị trọng, dù là hắn đã thức tỉnh tu la huyết mạch, cũng không nhất định là đối thủ của chiến đế đỉnh phong như Ngô Thánh Chi. Sự chênh lệch giữa sức mạnh ý chí và sức mạnh thiên địa là quá lớn. Hơn nữa, ở chỗ này, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện thi triển ra tu la thần dực, nếu như chiến hồn điện cùng chiến thần điện thực sự là cửu nhân của tu la điện, một khi việc hắn được tu la truyền thừa bại lộ, sẽ không còn chỗ nào cho Tiêu Phàm hắn dung thân. Chết hết cho ta, Ngô Thánh Chi hét lên một tiếng giận dữ, trong bàn tay, bốn con cuồng phong cự long giống lên một tiếng giận dữ, xông thẳng về phía bốn người Tiêu Phàm, giờ khắc này, thiên địa chấn động. Tiêu Phàm nắm chặt tu la kiếm, hồn lực cuồn cuộn tràn vào, máu trong cơ thể hắn sôi trào, tu la kiếm phóng ra ánh sáng màu đỏ ngòm yêu dị, huyết tinh, đáng sợ. Gần như đồng thời, ngàn vạn kiếm khí xuất hiện xung quanh người Tiêu Phàm, uốn lượn xung quanh, gào thét giận dữ, sát phạt chi lực tràn ra, ánh sáng màu đỏ ngòm càng lúc càng đậm. U linh chiến hồn không chút do dự hiện ra, cuồn cuộn hồn lực gào thét, quanh thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Sát phạt chi kiếm, Tiêu Phàm hét lên một tiếng giận dữ, một kiếm chém ra, lập tức một dải lụa màu đỏ ngòm xuất hiện, kiếm khí đáng sợ chợt lóe lên rồi biến mất, một kiếm này, cơ hồ là một kiếm mạnh nhất kể từ khi hắn thi triển sát phạt chi kiếm. Không chỉ có điều động u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn, còn ẩn chứa nhị trọng tu la ý chí và nhất trọng bất hủ ý chí, thậm chí, còn ẩn chứa một tia sức mạnh hồn văn. Đầu cuồng phong cự long kia nổi giận gầm lên một tiếng, liền bị một kiếm xé nát, hóa thành một trận hồn lực phong lang quét sạch tứ phía. Cũng đúng lúc này, Bàn Tử, Vân Khê cùng Quan Tiểu Thất đồng thời xuất thủ với ba đầu cuồng phong cự long khác. Bàn Tử quanh thân lôi điện xen lẫn, trong thân thể phát ra tiếng sấm ầm ầm, giống như một vị lôi thần hàng thế. Ánh sáng màu trắng bao phủ xung quanh người Vân Khê, vô cùng thánh khiết, một đạo giải lụa màu trắng từ trên người hắn hiển hiện, những nơi giải lụa màu trắng đi qua, tất cả tan thành mây khói. Quan Tiểu Thất cũng không chút do dự triệu hồi ra cửu phẩm trục nhật cung chiến hồn, trục nhật cung chiến hồn dung hợp với liệt nhật cung, một mũi tên kim sắc được kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, đem cuồng phong cự long thiêu cháy thành cho bụi. Bốn cuồng phong cự long trong nháy mắt toàn bộ bị phá giải, đám người xung quanh nhìn một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh, thực lực của bốn người Tiêu Phàm, lại quá vượt qua dự kiến của bọn họ. Kia không phải là Vân Khê sao? Nghe đồn hắn là thiên tài gần đuổi kịp thánh thành bát tuấn nhất, bây giờ xem ra là thực, hắn lại có thể tùy tiện ngăn cản một kích tất sát của cường giả chiến đế đỉnh phong. Chiến hồn của hắn không phải bát phẩm chiến hồn kiếm sao? Sao lại biến thành một chiến hồn khác rồi? Kia không phải là cửu phẩm tiệt hồn kiếm chiến hồn sao? Chẳng lẽ chiến hồn của hắn dị biến? Khó trách thời gian trước tu vi của hắn rớt xuống nhanh chóng, vậy mà lại là chiến hồn dị biến. Vân Khê vốn không yếu, nhưng ba người kia sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Lại có thể so sánh với Vân Khê. Đám người kinh ngạc nhìn bốn người, thực lực của Vân Khê không vượt quá dự kiến của đám người, nhưng ba người Tiêu Phàm vậy mà không kém gì Vân Khê, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Mọi người cẩn thận. Mặc dù phá vỡ một kích của Ngô Thánh Chi, nhưng sắc mặt của Tiêu Phàm vẫn rất khó coi, bốn người bọn họ nếu đối phó với chiến đế hậu kỳ, đoán chừng có thể tùy ý chém giết. Nhưng đối mặt lại là chiến đế đỉnh phong Ngô Thánh Chi, gần như toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản một kích của hắn, Tiêu Phàm không thể không thận trọng được. Đây chính là sự đáng sợ của sức mạnh thiên địa sao?
Bàn tử sắc mặt đỏ lên, máu trong thân thể sôi trào. Vừa rồi hắn thi triển sức mạnh của kim cương đại lực thần như cùng chiến tộc huyết mạch mới phá vỡ được đầu cuồng phong cự long kia, nhưng hắn biết đây căn bản không phải toàn bộ thực lực của Ngô Thánh Chi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ mới chạm tới sức mạnh thiên địa, đã đáng sợ đến mức như vậy. Nếu như lĩnh ngộ sức mạnh thiên địa chân chính, vậy thì sẽ cường đại đến mức nào? Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê cũng chẳng tốt đẹp gì, hai người bọn họ chém dụng cuồng phong cự long, nhưng đây gần như đã là toàn bộ thực lực của bọn họ. Chiến đế đỉnh phong một kích tùy ý, không phải chiến đế sơ kỳ có thể địch nổi. Cũng chỉ có thực lực như vậy thôi sao? Ngô Thánh Chi giống như nhập ma, sát khí ngập trời, quanh thân mây đen bao phủ, cực kỳ khủng bố, sau đó mặt cười tà nhìn Tiêu Phàm nói. Bên trong đám người các ngươi, có vẻ như ngươi là mạnh nhất, vậy bắt đầu từ ngươi đi. Vừa dứt lời, thân hình Ngô Thánh Chi lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. May mà Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, không chút do dự chân đạp thiên lý đằng quang thuật lui ra phía sau, Ngô Thánh Chi uổng công vô ích, nhưng mà hắn cũng không nhục chí, đạp mạnh, như là một tia chớp nhào về phía Tiêu Phàm, trong không khí để lại một cái vòng sáng màu đen khuếch tán ra bốn phía, có thể nhận ra được sự khủng bố của ông ta. Để mắt tới ta sao? Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, nhưng trong lòng thì thở phào, Ngô Thánh Chi đuổi giết hắn, bàn tử cùng Quan Tiểu Thất bọn họ liền an toàn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau đó như một đạo như thiểm điện bay về hướng chân trời. Chương 834, truy sát, chạy, đám người ngẩng đầu nhìn lại là phát hiện, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại biến mất ở cuối chân trời, Ngô Thánh Chi cũng không chút do dự đuổi theo. Bàn tử, Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê ba người sắc mặt cứng lại, bọn hắn sao có thể không biết ý nghĩ của Tiêu Phàm, hắn muốn dụ Ngô Thánh Chi đi, cho bọn họ cơ hội chạy trốn mà thôi. Dù sao, thực lực của Ngô Thánh Chi bọn họ đều biết rất rõ ràng, dù bốn người hợp lực, cũng khó có thể địch nổi. Sức mạnh thiên địa quá đáng sợ, bọn họ căn bản không thể chiến thắng. Ba người nhìn nhau, bàn tử trầm giọng nói. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi nhìn xem. Để lại một câu nói, bàn tử lách mình bay về phía Tiêu Phàm cùng Ngô Thánh Chi rời đi, hắn đi cùng Tiêu Phàm, luôn là Tiêu Phàm xông lên phía trước. Mà Nam Cung Tiêu Tiêu hắn, không biết bao nhiêu lần được Tiêu Phàm cứu. Từ khi thức tỉnh chiến tộc huyết mạch đến nay, bàn tử liền âm thầm thề, về sau nhất định sẽ không để cho Tiêu Phàm xông vào nguy hiểm. Nam Cung Tiêu Tiêu hắn mới là nhị ca, có trách nhiệm bảo vệ tam đệ Tiêu Phàm này, mà không phải mỗi lần đều được Tiêu Phàm bảo vệ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cũng đi, Quan Tiểu Thất cũng không chút do dự, tốc độ vốn là ưu thế của hắn, trong nháy mắt liền đuổi kịp bước chân của bàn tử. Công tử không thể chết, Vân Khê khẽ cắn môi. Mặc dù hắn còn chưa tới mức độ liều mạng để cứu Tiêu Phàm, nhưng mà tính mệnh của muội muội Vân Phán Nhi của hắn vẫn còn ký thác trên người Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm chết, Vân Phán Nhi có lẽ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ dựa vào điểm này, Vân Khê cũng sẽ không để cho Tiêu Phàm chết. Hơn nữa những ngày qua, trong lòng Vân Khê cũng rất thưởng thức cách làm người của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm coi hắn như huynh đệ, hắn tất nhiên cũng coi Tiêu Phàm như huynh đệ. Bây giờ huynh đệ gặp nạn, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ vậy, Vân Khê cũng đuổi theo, nơi xa, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng hai người nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo, bọn họ không thể bỏ mặc sinh tử của Tiêu Phàm. Thậm chí, hai người Long Vũ cùng Vân Phán Nhi trong đám người cũng do dự một lúc, chỉ bằng thực lực của hai người, muốn đuổi theo tốc độ của bọn họ cũng có chút khó khăn. Long Vũ mặc dù đã đột phá chiến hoàng đỉnh phong, nhưng lại có một sự chênh lệch không nhỏ với chiến đế cảnh, cho dù thức tỉnh băng tộc huyết mạch, cũng không thể đuổi kịp tốc độ của chiến đế cảnh đỉnh phong. Long tỷ tỷ, nhanh đuổi theo bọn họ, trong lòng ta có loại dự cảm không tốt. Vân Phán Nhi đột nhiên nói ra, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Dự cảm không tốt, Long Vũ kinh ngạc nhìn Vân Phán Nhi, vẻ mặt không hiểu nổi. Ở chung mấy ngày với Vân Phán Nhi, nàng cũng không nhìn ra Vân Phán Nhi có bất kỳ điểm gì đặc biệt, hơn nữa thân thể suy yếu, không có bất kỳ tu vi gì, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nếu như Vân Phán Nhi là một tu sĩ chiến đế cảnh, gặp nguy hiểm gì có lẽ sẽ có cảm giác, nhưng lại là một người bình thường, sao đột nhiên lại có cảm giác chứ? Ta cảm giác ca ca đang gặp nguy hiểm, Vân Phán Nhi lo lắng nói, thần sắc vô cùng nóng nảy. Thế nhưng là ta không đuổi kịp bọn họ, Long Vũ cười khổ nói, nếu như cùng là chiến đế cảnh tu vi, Long Vũ tất nhiên có thể đuổi kịp, nhưng mà hiện tại, nàng căn bản không biết bọn Tiêu Phàm đi nơi nào. Ta biết, Vân Phán Nhi đột nhiên trịnh trọng nói, ánh mắt kiên nghị lộ ra u lãnh quang mang. Long Vũ quái dị nhìn Vân Phán Nhi, đến ta cũng không biết,
người sao có thể biết rõ bọn họ đi đâu. Nhưng mà Long Vũ cuối cùng vẫn gật đầu, mang theo Vân Phán Nhi bay lên, bay về hướng bọn Tiêu Phàm biến mất. Tiêu Phàm dẫn Ngô Thánh Chi bay về hướng xa, hắn sợ Ngô Thánh Chi không đuổi theo, vẫn luôn vừa mắng vừa trốn, đem tổ tông 18 đời của Ngô Thánh Chi toàn bộ ân cần hỏi thăm 100 lần. Ngô Thánh Chi sớm đã vô cùng phẫn nộ, đã tức điên lên rồi, nếu như chính diện giao phong, đoán chừng Tiêu Phàm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà, tốc độ của Tiêu Phàm lại là không kém gì Chiến Đế đỉnh phong, Thiên Lý Đằng Quang thuật bị hắn thi triển đến cực hạn của nhất trọng, giống như một vệt sáng xuyên qua trong không khí, đến Ngô Thánh Chi cũng không làm gì được hắn. Ngô Thánh Chi nhiều lần muốn từ bỏ việc truy sát Tiêu Phàm, chuẩn bị trở về giết chết ba người bàn tử, Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê, nhưng mỗi lúc như vậy, Tiêu Phàm sẽ dừng lại mắng một trận. Mặc dù biết rõ Tiêu Phàm muốn ngăn bản thân, nhưng Ngô Thánh Chi vẫn là không nhịn được ở lại, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Giờ khắc này, Ngô Thánh Chi lần nữa dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ở nơi xa. Ngô Tôn, sao không theo đuổi Tiêu Gia Gia nữa? Ngươi nếu không giết chết ta, mộ tổ Ngô Gia có thể sẽ khó giữ được đó. Tiêu Phàm bỗng nhiên dừng lại, cười tủm tỉm nhìn Ngô Thánh Chi. Nhìn kỹ, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, không ngừng thi triển Thiên Lý Đằng Quang thuật đối với sự tiêu hao hồn lực là quá lớn, nếu như không phải hồn lực của Tiêu Phàm rất dồi dào, đoán chừng đã sớm không chịu được. Chẳng phải chỉ giết một nhi tử của ngươi thôi sao, có nhất thiết phải tức giận như vậy không? Nghe nói con cái của ngươi mấy chục người, tí nữa ta lại giết thêm mấy người, ngươi không có ý kiến gì chứ? Không nói lời nào chắc là không ý kiến gì rồi, yên tâm, ta nhất định chỉ giết chết những người ngu xuẩn nhất, không khác gì mổ heo, để lại cho ngươi người thông minh kế thừa vị trí gia chủ Ngô gia. Nhưng mà nghĩ lại, IQ của ngươi cũng chỉ như vậy, chắc con trai ngươi cũng chẳng thông minh gì cho cam, ta thấy giết chết toàn bộ thì tốt hơn. Tiêu Phàm líu lo không ngừng. Vừa mắng xong tổ tông 18 đời của Ngô Thánh Chi xong, liền bắt đầu mắng con cái hắn. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Ngô Thánh Chi dựng râu trừng mắt, thiếu chút nữa thì giận sôi máu, tiểu tử này, mắng chửi người quá thiếu đạo đức. Ngươi muốn giữ ta lại, cho bọn chúng cơ hội chạy trốn. Yên tâm, ta thành toàn cho ngươi, không giết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không quay đầu. Ngô Thánh Chi triệt để phát cuồng, gầm lên giận dữ, bỗng nhiên xông ra, vô thanh vô tức liền chỉ cách Tiêu Phàm còn khoảng 4-5 trượng. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trái tim Tiêu Phàm sắp nhảy khỏi lồng ngực, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thánh Chi đang đánh lạc hướng, muốn một kích tất sát bản thân. Nếu đổi lại là một người khác, đoán chừng đã sớm bị dọa sợ, nhưng mà ý chí của Tiêu Phàm kiên định thế nào, hắn đến tử vong cũng đã trải qua, lập tức phản ứng lại. Lần nữa thi triển Thiên Lý Đằng Quang thuật, giống như một đạo chớp lóe rời khỏi trăm trượng, nháy mắt kéo giãn khoảng cách với Ngô Thánh Chi. Nguy hiểm thật, Tiêu Phàm vỗ vỗ ngực. Ngô Thánh Chi này thật đúng là mẹ nó âm hiểm, thiếu chút nữa thì khiến mình tê liệt. Xem ra ngay từ đầu hắn cố ý dừng lại, khiến Tiêu Phàm cho là hắn không đuổi theo mình nữa, sau đó thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý, một kích tất sát. May mà phản ứng của Tiêu Phàm nhạy bén hơn người bình thường, có thể tránh thoát một kiếp, điều này, hắn còn phải cảm tạ Phúc Bá, nếu như không có Phúc Bá nhắc nhở hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không tu luyện năng lực phản ứng. Hồn lực của ngươi chắc đã tiêu hao cũng tương đối rồi nhỉ? Xem ngươi còn có thể kiên trì đến lúc nào. Ngô Thánh Chi cười gằn nói, giống như âm mưu đạt được vậy. Tiêu Phàm đang tính toán hắn, Ngô Thánh Chi không phải cũng đang tính toán Tiêu Phàm sao? Ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm cười lạnh nói, nếu là đổi lại những người khác, hồn lực quả thực đã tiêu hao gần hết, nhưng mà Tiêu Phàm cũng chỉ hô hấp hơi dồn dập hơn một chút mà thôi. Nhìn bốn phía, Tiêu Phàm nói thầm trong lòng, nơi này cách chỗ đại chiến vừa rồi khoảng 700-800 dặm. Khắp nơi hoang tàn vắng vẻ, cho dù mình thi triển tu la thần dược đoán chừng cũng không có người nào nhìn thấy được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt thay đổi, nếu như ngay cả thi triển tu la thần dược đều không làm gì được Ngô Thánh Chi, vậy Tiêu Phàm hắn cũng chỉ có cách chạy trốn. Một mực lôi kéo Ngô Thánh Chi đi, Tiêu Phàm có thể cũng không phải chỉ đơn giản là chạy trốn, mà là hắn muốn đơn độc liều mạng với Ngô Thánh Chi. Chương 835, giết Ngô Thánh Chi. Với thực lực hiện giờ của Tiêu Phàm, cho dù không thể đánh bại Chiến Đế đỉnh phong Ngô Thánh Chi, nhưng mà hắn có thể đánh một trận với Ngô Thánh Chi, thăm dò cực hạn của bản thân. Nếu như hắn muốn, Ngô Thánh Chi muốn đuổi theo hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, Tu La Thần Dực nắm giữ tốc độ nhanh nhất thế gian, mặc dù có chút khoa trương, nhưng trong số những người Chiến Đế cảnh, về phương diện tốc độ quả thật không mấy người có thể là đối thủ của Tiêu Phàm. Sao thế, người bây giờ mới biết trốn không thoát, cho nên không trốn nữa. Ngô Thánh Chi giữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm,
nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, trên mặt ông ta rốt cục lộ ra tiếu dung. Hắn thấy, hồn lực của Tiêu Phàm đã tiêu hao tương đối, cho dù còn lại một chút, cũng không còn bao nhiêu. Thánh thành nắm giữ tài nguyên tốt nhất, nhưng mà lại nuôi một đám đồ bỏ đi, giống như ngươi, nếu cho ta thêm một chút thời gian, giết ngươi dễ như giết gà giết chó. Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cười lạnh nhìn Ngô Thánh Chi. Trốn, Tiêu Phàm cho đến bây giờ, còn chưa bao giờ nghĩ tới việc chạy trốn, nếu như không phải Ngô Thánh Chi là chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm sợ hắn gây bất lợi cho bàn tử, quan tiểu thất cùng Vân Khê, Tiêu Phàm căn bản sẽ không chạy trốn. Giết ta như là giết gà giết chó. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Thánh Chi mặt mũi dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, giống như có côn trùng đang ngọ ngoậy. Nếu ngươi không chạy, ta giết ngươi, cũng dễ như giết gà giết chó. Oanh, dứt lời, quanh thân Ngô Thánh Chi khí thế cuồn cuộn điên cuồng tràn ra, bắn về phía Tiêu Phàm, gió tự nhiên từ bốn phía quét về phía Tiêu Phàm, vô số đầu cuồng long hét giận dữ. Như ngươi mong muốn, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, mặc cho cuồng phong cự long thôn phệ, trong chốc lát, đầy trời cuồng phong cự long dung hợp tại một chỗ, đem bốn phía vây kín. Xa xa nhìn lại, một đầu phong long đường kính khoảng trăm dặm đang xoay quanh, nối trời và đất, trên không trung mây đen răng đầy, khí thế vô cùng đáng sợ. Không khí giống như bị rút hết, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cuồng phong bốn phía như đao kiếm cứa vào da thịt hắn, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao trùm xung quanh người hắn, ngăn cản tất cả những thứ này. Bây giờ cho dù ngươi muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Trên mặt Ngô Thánh Chi rốt cục xuất hiện một nụ cười, bị Tiêu Phàm làm cho tức giận như vậy, bây giờ rốt cục bắt được Tiêu Phàm, hắn sao có thể không vui được chứ? Vừa nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ chết, trong lòng Ngô Thánh Chi liền sảng khoái, một nắm đấm to từ trên cao hung hăng nện xuống. Nắm đấm này, ẩn chứa phong chi ý chí vô cùng đáng sợ, chính ép không khí vào trong một không gian cực nhỏ, để nó xoáy tròn nhanh mới tạo ra được hiệu quả như vậy. Một khi bị nắm đấm này đập trúng, mấy trăm trượng xung quanh cũng bị san thành bình địa, chứ đừng nói là người. Ta cũng chẳng hề muốn chạy trốn. Đối mặt với Ngô Thánh Chi sát khí ngập trời, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, bất diệt kim thân xoay chuyển, U Linh chiến hồn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Tiêu Phàm điều động sức mạnh toàn thân, một quyền xuất ra, bá đạo quyền cương to như một căn phòng đâm vào quyền của Ngô Thánh Chi. Gió tàn phá bừa bãi, nắm đấm hồn lực của Tiêu Phàm mặc dù ẩn chứa đệ nhị trọng tu la ý chí, cũng có chút không chịu nổi, nếu như không phải còn ẩn chứa bất hủ ý chí, có lẽ một kích liền nổ tung. Dù vậy, nắm đấm của Tiêu Phàm cũng triệt để biến mất chỉ trong vòng 3 lần hít thở, mà quyền cương của Ngô Thánh Chi vẫn như cũ không có vấn đề gì, khí thế cũng không suy giảm chút nào, hung hăng đập về phía Tiêu Phàm. Chỉ thực lực như vậy, quả thực không biết ngươi dựa vào cái gì đánh bại Lôi Hạo. Ngô Thánh Chi mặt coi thường nói, hắn thấy, Tiêu Phàm căn bản không ngăn được quyền cương của mình. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy biển lửa hừng hực từ dưới chân Tiêu Phàm lan ra, lửa theo thế gió, phàm là nơi có gió, đều bị lửa lớn thiêu đốt. Một màn này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Ngô Thánh Chi còn chưa kịp phản ứng, cuồng phong cự long trong nháy mắt biến thành hỏa long. Hỏa diễm chiến hồn, Ngô Thánh Chi mở trừng trừng hai mắt, khó trách có thể chiến thắng Lôi Hạo, thì ra là nắm giữ song sinh chiến hồn, đáng tiếc, cho dù có cửu phẩm chiến hồn, chênh lệch ba tiểu cảnh giới cũng không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Sức mạnh thiên địa, tương đương với ý chí thiên địa, dù là một chút, cũng không phải ý chí mà tu sĩ nhân loại lĩnh ngộ được có thể ngăn cản. Sự chênh lệch giữa Tiêu Phàm cùng Ngô Thánh Chi cũng không phải là ba tiểu cảnh giới, mà là có chạm tới được sức mạnh thiên địa hay không. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng, từng quyền đánh về hướng Ngô Thánh Chi, hỏa diễm răng đầy trong không khí, thân hình hắn không ngừng lùi lại, bị một áp lực rất lớn đẩy lùi. Đồng thời, thân thể hắn bị từng đạo cương phong xé rách, máu tươi bắn ra, nếu như không phải có bất diệt kim thân hộ thể, đoán chừng cơ thể Tiêu Phàm đã sớm không chống đỡ nổi. Sức mạnh thiên địa thực sự đáng sợ như thế sao? Tiêu Phàm cau mày, không phải bởi vì thân thể truyền đến cảm giác đau nhói mà cảm thấy khó chịu, mà là hắn đang nghĩ vấn đề giữa sức mạnh thiên địa và ý chí. Chiến đế sơ kỳ vượt giai chiến thắng chiến đế đỉnh phong có lẽ rất khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Việc như vậy đã từng xảy ra không ít lần. Người khác có thể làm được, Tiêu Phàm hắn sao không thể làm được. Trong đầu hắn liên tục suy nghĩ, đến cùng phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản sức mạnh thiên địa. Bạch thạch mặc dù thần bí, có thể chữa trị, nhưng lực công kích cùng lực phòng ngự có hạn, hơn nữa Tiêu Phàm cho tới bây giờ chưa từng thấy bạch thạch chủ động công kích bao giờ. U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn mặc dù cường đại, nhưng trước mặt sức mạnh thiên địa, cũng không chịu nổi một kích.
cho dù thi triển bất diệt kim thân cũng không chống lại được bao nhiêu lâu. Tu La Thần Dực, nếu như trước đó thi triển Tu La Thần Dực đào tẩu, có lẽ còn có thể thành công, nhưng mà bây giờ đã quá trễ. Chẳng lẽ bản thân thực sự phải chết ở chỗ này? Tiêu Phàm sắc mặt trở nên khó coi, sau đó bỗng nhiên lắc đầu. Nhiều cửa ải khó khăn như vậy đều đã vượt qua, ta sẽ không chết ở chỗ này, chiến đế đỉnh phong thì thế nào chứ, ta vẫn có thể giết. Giờ khắc này, trong đầu Tiêu Phàm hiện ra khuôn mặt của tiểu ma nữ, còn có hai gương mặt mơ hồ, đó là cha mẹ của hắn. Lúc sắp chết, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, mình còn rất nhiều việc chưa làm được. Ta không thể chết, ta còn phải cứu tiểu ma nữ, cứu phụ mẫu. Trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhiên lột bột một cái, quanh thân tản ra sát khí cuồng bạo huyết tinh. Phía sau hắn, đôi cánh màu đỏ to lớn, giống như hai thanh thiên đao, bá đạo phi phàm. Tu La kiếm trong tay hắn, dường như cũng cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, vốn dĩ là màu trắng, lần nữa biến thành màu đỏ tươi như máu, giống như được máu tươi tưới qua, được huyết sắc kiếm khí bao phủ. Huyết sắc cốt xí, đây là Tu La bí tịch Tu La thần dực. Nếu như nói trước đó chỉ là kinh ngạc, giờ phút này Ngô Thánh Chi hoàn toàn chấn kinh. Tu La thần dực đó, đã hơn ngàn năm chưa từng xuất thế, Ngô Thánh Chi mặc dù là Ngô gia gia chủ cũng chỉ từng thấy qua trên một bản cổ tịch mà thôi. Hơn nữa, Tu La thần dực là truyền thừa bí kỹ của Tu La Điện, rất ít có người biết rõ, vốn dĩ hắn nghĩ là Tu La Điện đã bị hủy diệt, Tu La Điện truyền thừa bí kỹ cũng sẽ biến mất hoàn toàn trong lịch sử, không ngờ hôm nay lại may mắn nhìn thấy. Ngươi nắm giữ Tu La bí kỹ, vậy ngươi càng phải chết. Ngô Thánh Chi ban đầu còn muốn từ từ tra tấn Tiêu Phàm đến chết, nhưng hiện tại, hắn không dám khinh thường Tiêu Phàm. Phàm là người có quan hệ với Tu La Điện, Ngô Thánh Chi cũng không dám khinh thị, dù là sư tử vồ thỏ, hắn cũng sẽ xuất toàn lực. Phong Long Thí, một tiếng quát như sấm, chẳng biết từ lúc nào trong tay Ngô Thánh Chi xuất hiện một chuôi hắc kiếm, vạch một đường, một đạo cuồng phong long hình kiếm khí bắn về phía Tiêu Phàm. Chương 836, ngày khác, đồ lục, Tiêu Phàm nào dám khinh thường Ngô Thánh Chi, Tu La kiếm dùng hết toàn lực chém ra. Hồn lực trong cơ thể hắn phun trào, Tu La kiếm rạch ra một đường kiếm dài hơn chục trượng. Kiếm khí hình xoắn ốc bắn ra, những nơi đi qua đều bị nghiền ép, đâm vào long hình kiếm khí của Ngô Thánh Chi. Quỷ dị là, hai đạo kiếm khí vậy mà lại quấn lấy nhau, tạo ra lực xoắn đáng sợ, nhất thời không ai làm gì được ai. Tiểu tử, khó trách người dám ngông cuồng như thế, thì ra là có chút bản lĩnh. Ngô Thánh Chi sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Phàm, mũi kiếm của hắc kiếm trong tay hắn có kiếm khí ra vào. Tiêu Phàm miệng thở dốc, trên trán chảy không ít mồ hôi, một kích vừa rồi mặc dù ngăn cản thành công Ngô Thánh Chi, nhưng cũng khiến hắn tiêu hao rất lớn. Sức mạnh ý chí bộc phát của Tu La huyết mạch vô cùng cường đại, nhưng cũng là sức ép lớn đối với Tiêu Phàm. Cứ như vậy, Tiêu Phàm căn bản không kiên trì được bao lâu, hắn cũng rốt cục cũng biết được cực hạn của bản thân, miễn cưỡng có thể ngăn cản công kích của chiến đế đỉnh phong, nhưng không đủ để giết chết chiến đế đỉnh phong. Dù sao, cảnh giới chênh lệch như vậy, nhất là sự lĩnh ngộ sức mạnh thiên địa, hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải nghĩ cách rời khỏi khu vực này, nếu không có thể người bị giữ lại sẽ là mình, dù sao Ngô Thánh Chi cũng không nhìn ra thân phận của mình, chỉ cho là mình có được Tu La Điện bí kỹ mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, cũng có chút lo lắng. Nếu như có thể nghĩ ra biện pháp khắc chế sức mạnh thiên địa, vậy chiến đế đỉnh phong cũng không phải quá đáng sợ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, chân đạp thiên lý đằng quang thuật không ngừng thay đổi thân hình. Dù vậy, thân thể hắn vẫn bị cương phong quét trúng, máu tươi trào ra. Ngô Thánh Chi, chết đi. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy một đạo kim sắc chiến kích từ trên trời bổ xuống, trực tiếp xé rách phong bạo vây xung quanh, một bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt Tiêu Phàm. Nhưng mà, trên mặt Tiêu Phàm cũng không hiện ra vẻ vui mừng, ngược lại lại lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì người kia không phải ai khác. Chính là bàn tử vừa mới chạy tới. Ngay sau đó, lại có hai thân ảnh rơi vào tầm mắt Tiêu Phàm, trừ Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê ra còn có thể là ai? Các ngươi sao lại tới đây? Tiêu Phàm kêu lên, hắn sở dĩ kéo Ngô Thánh Chi đi, không phải là vì cho đám bàn tử cơ hội chạy trốn sao? Bây giờ thì tốt rồi, ba người bọn họ chẳng những không chạy trốn, lại cùng tiến lên, những cố gắng trước đó của mình há không phải uổng phí sao? Tiêu Phàm thu lại Tu La Thần Dực cùng Vô Tận Chiến Hồn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thánh Chi. Ha ha, Tiêu Phàm, lần này ngươi chạy đi, nếu ngươi chạy, ta liền giết ba người bọn họ. Ngô Thánh Chi cười lớn, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ảo não. Nếu như không phải bàn tử phá vỡ phong long của ông ta, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ,
bây giờ thì hay rồi, Tiêu Phàm lúc nào cũng có thể chạy trốn. Huynh đệ thề sống chết, không thể sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Bàn Tử giọng nói âm vang, cầm chiến thiên kích trong tay đứng bên người Tiêu Phàm. Từ hôm nay, vô luận đối thủ của đệ là ai, bên cạnh đệ đều sẽ có ta. Còn có ta, Quan Tiểu Thất lách mình bay xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thánh Chi ở đối diện. Công tử, Vân Khê cũng đi đến bên người Tiêu Phàm, tinh thần của hắn vẫn đắm chìm cảnh Bàn Tử phá vỡ phong long vừa rồi. Biển lửa ngập trời kia, huyết sắc cốt xí kia, đều in hằn trong tâm trí của hắn, hắn phát hiện ra, thực lực của Tiêu Phàm còn cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đã là huynh đệ tình thâm, vậy lão phu liền thành toàn cho các ngươi, Tiêu Phàm, ta sẽ giết chết từng người một, để ngươi nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của từng huynh đệ của ngươi khi chết đi. Ngô Thánh Chi ngửa mặt lên trời cười to, nhe răng trợn mắt, vô cùng dữ tợn. Phá hư chỉ, một tiếng quát nhẹ vang lên, Ngô Thánh Chi đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã ở gần Tiêu Phàm, một đạo hắc sắc lợi mang bắn về phía hồn hải của Tiêu Phàm. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua cả dự kiến của Tiêu Phàm, hắn nào có ngờ, Ngô Thánh Chi đường đường là chiến đế đỉnh phong, lại còn đánh lén bọn họ, quả thực là không biết xấu hổ. Ngay cả Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất đều không kịp phản ứng, quả thật Ngô Thánh Chi tốc độ quá nhanh, hai người ánh mắt tối sầm, kiếm chỉ kia một khi bắn trúng Tiêu Phàm, nhất định sẽ bị tan xác. Tiệt hồn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng trắng lóe lên, chẳng biết từ lúc nào, Vân Khê đột nhiên chém ra một kiếm, đâm vào kiếm chỉ kia. Phụt, kiếm chỉ ẩn chứa thiên địa chi phong, tốc độ rất nhanh, trực tiếp xuyên thủng ngực của bóng người áo trắng kia, cùng lúc đó, một kiếm kia, cũng chém đứt một cánh tay của đối phương. Vân Khê, Tiêu Phàm kêu to, con người bỗng nhiên co lại, bóng trắng kia không phải ai khác, chính là Vân Khê. Tiêu Phàm không ngờ tới, trong thời khắc mấu chốt này, lại là Vân Khê dùng tính mệnh của bản thân để cứu hắn một mạng. Bỗng nhiên, huyết hải ngập trời từ trên người hắn phát ra, sát khí đáng sợ lan tràn, khí thế ngập trời, một kiếm phẫn nộ đánh về hướng Ngô Thánh Chi. Ngô Thánh Chi bị chém đứt một tay, khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế, nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, hắn cũng không quản được sự đau đớn ở chỗ cánh tay, một cánh tay khác tung ra một chưởng. Cuồng phong mãnh liệt càn quét tứ phương, một sự áp bách quét về phía Tiêu Phàm, cương phong mặc dù vô ảnh vô hình, nhưng sự sắc bén của nó lại có thể so với tuyệt thế thần kiếm. Tiêu Phàm quanh thân máu tươi bắn tung tóe, nhưng hắn vẫn không hề lùi lại, máu tươi nhuốm đỏ người hắn. Ngô Thánh Chi trên mặt hiện lên một nụ cười, hắn thấy, Tiêu Phàm chết chỉ là vấn đề sớm muộn, cho dù đổ máu cũng khiến hắn chết. Nhưng trong vòng nháy mắt, Tiêu Phàm thân ảnh không lùi mà còn tiến tới, mặc kệ cương phong bốn phía cuồng bạo thế nào, cũng không thể nào tới gần được hắn. Nhìn kỹ, xung quanh người hắn, có từng đạo kiếm khí huyền diệu vây quanh, quỹ tích kiếm khí vô cùng rườm rà, người bình thường căn bản nhìn hiểu được. Nhưng đều có thể thấy được, kiếm khí kia tạo thành một đạo kiếm giới, đem Tiêu Phàm bảo vệ ở giữa, vậy dĩ nhiên kiếm giới cách trở phong cương đánh vào, giống như Tiêu Phàm hoàn toàn không tồn tại vậy. Vô tình nhất khích, một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở sau lưng Ngô Thánh Chi, sau lưng Tiêu Phàm, một đôi huyết sắc cốt xí nhỏ máu tươi. Phốc một tiếng vang giòn, một đạo huyết kiếm xẹt qua cổ Ngô Thánh Chi, cho dù hắn che thế nào cũng không che hết được. Ngô Thánh Chi kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, muốn nói mà không thể, chỉ có thể dùng ngón tay run rẩy chỉ Tiêu Phàm, ở ngực hắn có hai vết kiếm huyết sắc hình chữ thập giao nhau, từ từ hiện lên. Tiêu Phàm thu lại huyết sắc cốt xí, nhìn Vân Khê nửa quỳ trong không khí, sắc mặt trắng bệch một cái, sát khí của hắn không hề che giấu bắn ra. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm đang nhỏ máu đi về hướng Ngô Thánh Chi, sát khí nặng nề nói. Sau này nếu ta luyện thành, không chỉ Ngô gia ngươi, còn có Lôi gia, ta đều sẽ nhổ tận gốc. Mấy chữ cuối cùng, Tiêu Phàm gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra, hai mắt hắn đỏ bừng. Vốn dĩ hắn cũng không hận Ngô gia. Dù sao Ngô gia cũng chỉ là gia tộc phụ thuộc Lôi gia, nếu như không phải Lôi gia sai xử, Ngô gia cũng sẽ không xuất thủ với hắn, kẻ cầm đầu chính là Lôi gia. Nhưng mà hiện tại, Ngô Thánh Chi thiếu chút nữa giết chết Vân Khê, điều này Tiêu Phàm sao có thể chịu đựng được, ân tình này, Tiêu Phàm hắn không trả nổi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sát khí càng ngày càng đậm, điểm một cái, một đạo kiếm chỉ xuyên thủng mi tâm Ngô Thánh Chi, đường đường gia chủ một đời, chiến đế đỉnh phong, cứ như vậy chết đi. Chương 837, xông phá huyền âm tuyệt mạch. Tiêu Phàm vừa giết Ngô Thánh Chi, nơi xa vừa vặn có mấy đạo thân ảnh nghe tiếng chạy tới, bọn hắn nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngô Thánh Chi là chiến đế đỉnh phong lại bị Tiêu Phàm giết chết. Đây cũng quá không chân thực,
bọn hắn cùng xuống chỉ là muốn nhìn Ngô Thánh Chi tra tấn Tiêu Phàm như thế nào, nào sẽ nghĩ đến, chết lại là Ngô Thánh Chi. Chẳng lẽ Tiêu Phàm có thủ đoạn không muốn người nhận ra, cố ý dẫn dắt Ngô Thánh Chi rời đi để giết chết hắn. Nghĩ vậy, rất nhiều người nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm thề, về sau tuyệt đối không thể đắc tội sát tinh này. Liên chiến đế đỉnh phong đều bị hắn giết chết, chiến thánh cảnh trở xuống còn có mấy người là đối thủ của hắn. Bọn hắn không biết là Vân Khê liều chết một kích trọng thương Ngô Thánh Chi mới cho Tiêu Phàm cơ hội, hơn nữa Tiêu Phàm cũng bởi vì phẫn nộ mới đột nhiên nghĩ ra phương pháp tạm thời ngăn cản thiên địa chi lực. Có thể chém giết Ngô Thánh Chi cũng không phải chân chính thực lực Tiêu Phàm, bởi vì khi đó Ngô Thánh Chi đã không ở đỉnh phong. Lão Tam, nhanh tới, Vân Khê hắn. Bàn tử kêu to, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lần nữa một chỉ điểm ra. Thi thể Ngô Thánh Chi đột nhiên bị vô tận kiếm khí rảo vỡ nát, hóa thành một trận huyết vụ liền theo gió tan biến. Ngay sau đó, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Vân Khê, Tiêu Phàm nắm lấy cánh tay Vân Khê, hồn lực bàng bạc lan tràn ra, tràn vào thể nội Vân Khê. Nhưng mà, mặc cho hồn lực tràn vào, sắc mặt Vân Khê cũng không có chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt Tiêu Phàm cũng âm trầm. Công tử, Vân Khê đột nhiên nắm lấy cánh tay Tiêu Phàm, lắc lắc đầu nói. Không cần phải để ý đến ta biết tình huống của ta, Vân Khê chỉ cầu ngươi một việc. Tiêu Phàm cau mày, hắn như thế nào không biết Vân Khê yêu cầu hắn là sự tình gì, có thể làm cho Vân Khê trước khi chết còn quan tâm, cũng chỉ có Vân Phán Nhi. Vân Phán Nhi là một trong tam đại tuyệt mạch huyền âm tuyệt mạch, Tiêu Phàm căn bản nghĩ không ra biện pháp giải cứu nàng, thế nào đáp ứng hắn đâu. Coi như đáp ứng hắn, lại cùng lừa gạt hắn có gì khác biệt. Thật xin lỗi, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng không được. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, Tam ca, Quan Tiểu Thất có chút không đành lòng, Vân Khê dù sao cũng là bởi vì cứu Tiêu Phàm mà thụ thương, nếu như ngay cả nguyện vọng trước di chung đều không đáp ứng, vậy quá mức tàn nhẫn rồi. Bàn tử cũng gật đầu, Tiêu Phàm há miệng muốn nói, đột nhiên một đạo khẽ kêu từ đằng xa truyền đến. Ca ca, người chưa đến, thanh âm tới trước, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Long Vũ mang theo Vân Phán Nhi đạp không mà tới, chậm rãi rơi vào cách đó không xa. Vừa mới rơi xuống đất, Vân Phán Nhi lập tức nhào tới, nhìn Vân Khê ngực bị xuyên thủng, toàn thân máu me đầm đìa, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, nước mắt cũng nhìn không được nữa rơi xuống. Ngay sau đó, một cỗ sát khí đáng sợ từ trên người Vân Phán Nhi tràn ngập ra, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều độ, mặt đất càng là kết một tầng băng xương hơi mỏng. Nhìn thấy một màn này, bàn tử, Long Vũ cùng Quan Tiểu Thất mấy người tất cả đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Vân Phán Nhi rõ ràng tu vi đều không có, vì sao lại tản ra sát ý đáng sợ như thế? Sát ý lạnh lẽo này dù là chiến đế cảnh cũng không gì hơn cái này, đoán chừng chiến hoàng cảnh ở trước mặt đều tiếp nhận không được. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, bởi vì hắn trước đó liền thấy qua sát khí nội liễm trên người Vân Phán Nhi, chỉ là hiện tại bởi vì Vân Khê sắp chết, sát khí Vân Phán Nhi mới hoàn toàn phóng xuất ra. Chờ đã, trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên trầm xuống, tựa như trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Nghẹo đầu, thầm nghĩ trong lòng. Huyền âm tuyệt mạch chính bởi vì thể nội âm dương nhị khí không cách nào đánh vỡ cân bằng, giống như một đầm nước đọng, cho nên mới không cách nào cứu chữa, nếu như có cơ hội đánh vỡ cân bằng âm dương thì sao? Thế gian vạn vật đều sẽ có lưu một chút hy vọng sống, tam đại tuyệt mạch cũng phải như vậy mới đúng, chỉ cần một chút hy vọng sống rất khó nắm chắc hoặc có lẽ là cần cơ duyên. Vân Phán Nhi không có bất kỳ tu vi, cơ duyên tự nhiên đối với nàng vô dụng. Nhưng nàng đối với huynh trưởng Vân Khê yêu mến lại vượt qua tất cả. Nếu như Vân Khê chết thật, cỗ sát ý ngập trời trong thể nội Vân Phán Nhi phải chăng có thể hoàn toàn bộc phát ra? Một khi bộc phát, lại có thể xông phá huyền âm tuyệt mạch hay không? Vân Khê, người cứ yên tâm đi, thù Ngô gia ta sẽ thay người báo. Quan Tiểu Thất đột nhiên mở miệng nói. Không diệt Ngô gia, thề không làm người. Bàn tử cũng nghiến răng nghiến lợi. Vân Khê, người còn có gì ngôn gì, mau chóng nói đi. Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một cây kim châm đánh vào bên trong đỉnh đầu Vân Khê, trong giọng nói lại không có bất kỳ cái gì đau thương. Nghe được Tiêu Phàm nói, Quan Tiểu Thất cùng bàn tử lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn mặc dù biết rõ cơ hội Vân Khê sống sót rất xa vời, nhưng Tiêu Phàm lời nói cũng quá trực tiếp. Các ngươi đều ở đây nói bậy, ca ca sẽ không chết, hắn sẽ không chết. Vân Phán Nhi đầu như là trống lúc lắc lắc lư, hai mắt đỏ bừng, trên người sát khí càng ngày càng lạnh liệt. Phán Nhi! Hảo hảo sống sót, ta tin tưởng công tử sẽ tìm ra biện pháp giải cứu ngươi. Sắc mặt Vân Khê trắng bệch, hữu khí vô lực nói. Không được, ngươi không thể chết, ca ca, ngươi sẽ không chết.
Nước mắt Vân Phán nhìn nóng hổi mà trong suốt không ngừng rơi xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng, sát khí càng ngày càng đậm hơn. Cảm nhận được cỗ sát ý bàng bạc trên người nàng, tu sĩ bốn phía không ai không chấn kinh, cho dù là sát ý trên người sát đế, bọn hắn cũng chưa từng cảm thụ qua đáng sợ như thế. Hồn lực Tiêu Phàm chú ý đến biến hóa trên người Vân Phán Nhi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội Vân Phán Nhi có một cỗ lực lượng bạo động, tựa như muốn tránh thoát một loại lực lượng trói buộc nào đó. Tiêu đại ca, ngươi không phải luyện dược sư sao? Ngươi có thể cứu ca ca đúng hay không? Vân Phán Nhi nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa như bắt lấy hy vọng cuối cùng. Hồn hải phá toái, chiến hồn bị hao tổn, tha thứ ta bất lực. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc khó coi vô cùng. Xin lỗi, Vân huynh là vì ta mà chết. Ta đây còn chưa có chết mà, chẳng lẽ ngươi ước gì ta chết sao? Vân Khê trong lòng kêu to, nhưng hắn phát hiện, vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng nói không lên lời. Hắn chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, ý thức cũng trở nên nặng nề, sau đó ngã đầu uốn éo, liền triệt để không có âm thanh. Bàn tử cùng quan tiểu thất kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, làm sao hôm nay Tiêu Phàm nói chuyện cảm giác thành một người khác. Hơn nữa, hồn hải phá toái cùng chiến hồn bị hao tổn, không phải Tiêu Phàm ngươi thập phần am hiểu vấn đề sao? Vân Khê vì ngươi mà chết, ngươi làm sao lại không xuất thủ cứu hắn đâu? Hai người trong lòng mặc dù không biết ý tứ Tiêu Phàm, nhưng vẫn tin tưởng Tiêu Phàm làm người, coi như không cứu Vân Khê, cũng tuyệt đối sẽ không hại hắn. Khi thấy Vân Khê trên người không có bất kỳ sinh cơ, bàn tử cùng quan tiểu thất đồng thời biến sắc. Ca ca, cũng đúng lúc này, Vân Phán Nhi thê lương kêu to, sát ý trên người nở rộ đạt tới một điểm tới hạn đáng sợ, chung quanh mấy chục trượng khắp nơi sương lạnh. Ngay lúc đó, thể nội Vân Phán Nhi truyền ra một trận tiếng oanh minh, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà vào, tràn vào thể nội Vân Phán Nhi, Vân Phán Nhi khí thế lấy tốc độ đáng sợ leo lên. Huyền âm tuyệt mạch phá vỡ, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Vân Phán Nhi, kém chút kinh hô ra, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chương 838, Tân huyết mạch, sát khí trên người Vân Phán Nhi như hồng thủy trùng kích bốn phương tám hướng, bàn tử cùng quan tiểu thất vội vàng mang theo Vân Khê lui ra phía sau. Lúc hai người nhìn về phía Tiêu Phàm lại phát hiện Tiêu Phàm vừa mừng vừa sợ, mảy may không có vì Vân Khê chết mà cảm thấy bất luận cái gì thương tâm, bàn tử cùng quan tiểu thất không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn mới vừa muốn mở miệng lại đột nhiên nghe được tiếng ho khan vô cùng suy yếu, hai người tựa như nhìn thấy quỷ, ánh mắt nhao nhao rơi trên người Vân Khê. Vân Khê, ngươi không chết, bàn tử cùng quan tiểu thất hai người chăm miệng một lời kêu lên. Nhỏ giọng một chút, Tiêu Phàm làm một cái thủ thế im lặng, bàn tử cùng quan tiểu thất vội vàng ngậm miệng không nói. Công tử, việc này, Vân Khê con người rung động, nhìn thấy Vân Phán Nhi giờ phút này, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, nàng không có việc gì, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Phàm cười cười, sau đó một tay khoác lên trên bờ vai Vân Khê. Một cỗ bạch sắc lực lượng dọc theo cánh tay hắn nhanh chóng rót vào thể nội Vân Khê, hướng về hồn hải phá toái dũng mãnh lao tới. Con người Vân Khê bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm chỉ cười không nói, tụ thanh âm thành tuyến nói. Việc này bản thân ngươi biết rõ là được, còn nữa, Vân Phán Nhi có thể đánh vỡ huyền âm tuyệt mạch đều bởi vì ngươi. Đánh vỡ huyền âm tuyệt mạch, Phán Nhi tốt rồi, Vân Khê kém chút kinh hô ra, con người rung động nhìn Vân Phán Nhi cách đó không xa. Giờ phút này sát khí quanh thân Vân Phán Nhi cuồn cuộn, bốn phía gió xoáy vân dũng, mặt đất kết thành một tầng hàn băng thật dày, trên người phát ra khí thế khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, một nữ tử không có bất kỳ tu vi có thể tản mát ra khí thế liền chiến đế cảnh đều phải kiêng kỵ, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ không có chuyện gì. Tiêu Phàm gật đầu, ngữ khí có chút ngưng trọng, hắn cũng hoàn toàn không nắm chắc được. Chỉ có thể an ủi Vân Khê như thế. Ánh mắt hắn cũng rơi vào trên người Vân Phán Nhi, không muốn bỏ qua bất cứ dị thường nào, Vân Phán Nhi thân mang huyền âm tuyệt mạch một trong tam đại tuyệt mạch. Trong lịch sử, huyền âm tuyệt mạch còn chưa bao giờ có tiền lệ chữa trị, nếu như để cho người ta biết rõ huyền âm tuyệt mạch lại bị đánh vỡ, đoán chừng toàn bộ chiến hồn đại lục đều phải chấn động. Thân sắc Vân Phán Nhi băng lãnh, da rẻ vô cùng nhợt nhạt, sát khí quanh thân vẫn như cũ không có xu thế dừng lại, càng ngày càng mạnh. Động tĩnh so với trước đó Tiêu Phàm cùng Ngô Thánh Chi giao thủ phải lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ nghe tiếng chạy đến, lúc bọn hắn nhìn về phía Vân Phán Nhi, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn tựa như quên là bản thân đuổi kịp tới là đến quan sát Tiêu Phàm cùng Ngô Thánh Chi đại chiến. Giờ phút này, bên trong tất cả ánh mắt mọi người chỉ có một bóng người, chính là Vân Phán Nhi. Đúng lúc này,
bên trong một tòa phủ đệ to lớn vô song thánh thành thượng trọng thiên, một gian biệt viện nhỏ chỗ sâu nhất, biệt viện thập phần bình thường, không có quá nhiều trang trí, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thanh lịch. Biệt viện dựa vào núi, ở cạnh sông, đẹp không sao tả xiết, trước cửa có một khỏa bạch sắc ngọc thạch, một đạo gầy gò thân ảnh ngồi đấy, một bộ quần dài trắng, một đầu tóc trắng trong suốt, trắng này không phải khô trắng, ngược lại huỳnh quang lập lòe. Nhìn kỹ, đó là một nữ tử, nhìn không ra cụ thể niên kỷ, bất quá ảng tấm dung nhan tuyệt mỹ lại khiến cho người ta nhìn không được tâm động, thủy nộn da rẻ tựa như có thể gạt ra nước. Khí tức này, nữ tử váy trắng đôi mắt đẹp lấp lóe, lông mày vặn đến cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lời còn chưa dứt, nữ tử váy trắng bỗng nhiên tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, chỉ có một đạo tàn ảnh trên bạch sắc ngọc thạch chậm rãi hòa tan tại hư không. Ngoài mấy trăm dặm, Vân Phán Nhi sớm đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, tu sĩ bốn phía chạy tới càng ngày càng nhiều, tất cả đều chấn kinh khí tức trên người Vân Phán Nhi. Công tử, Phán Nhi nàng, sắc mặt Vân Khê vô cùng nóng nảy. Tiêu Phàm dùng bạch thạch trị liệu xong, hồn hải Vân Khê đã ngưng tụ thành hình, chiến hồn cũng khôi phục không sai biệt lắm. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, tựa như căn bản không có nghe được Vân Khê nói, hắn có thể xác định, huyền âm tuyệt mạch của Vân Phán Nhi đã đánh vỡ. Nhưng hắn phát hiện, sự tình vượt qua hắn dự liệu cùng khống chế, cho dù là hắn cũng bị sát khí vô tận trên người Vân Phán Nhi làm cho chấn kinh. Sát phạt ý chí thật đáng sợ, ở trước mặt nàng, chúng sinh nghiễm nhiên như sâu kiến, tu la huyết mạch đều rất giống muốn sôi trào lên. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần không được bình tĩnh, hắn không biết Vân Phán Nhi trạng thái này đến cùng là tốt hay xấu. Dù sao, cái này là lần thứ nhất có người đánh vỡ huyền âm tuyệt mạch trói buộc, thể nội có hồn lực ba động. Về phần xông phá huyền âm tuyệt mạch gông xiềng về sau sẽ phát sinh cái gì, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết gì cả. Sau một khắc, sự tình phát sinh khiến tất cả mọi người kinh hãi, chỉ thấy thiên địa linh khí phun trào, chen chúc mà tới, tất cả đều chui vào thể nội Vân Phán Nhi. Ngay sau đó, thể nội Vân Phán Nhi truyền ra một trận thanh âm ầm ầm, tất cả tu sĩ ở đây đều minh bạch, đây là thanh âm kinh mạch mở rộng lúc đột phá. Chiến linh cảnh, mọi người kinh ngạc nhìn Vân Phán Nhi. Mẹ nó thực chỉ là chiến linh cảnh sao? Sát ý trên người nàng liền chiến đế đều muốn kiêng kỵ, tu vi nàng lại thấp đáng thương như thế khiến cho người ta khó mà tin được. Oanh, oanh, từng đợt nổ vang truyền ra, khiến tất cả mọi người mắt trợn tròn là, tu vi Vân Phán Nhi vậy mà thẳng tắp lên cao. Chiến sĩ cảnh, chiến sư cảnh, chiến tôn cảnh, tu vi bạo tăng, hoàn toàn không có dừng lại xu thế, rất nhiều người không khỏi xoa xoa hai mắt, ánh mắt lộ ra bộ dáng không thể tin được. Thiên tài thánh thành một lần đột phá vượt qua một hai tiểu cảnh giới, ngược lại là sự tình rất bình thường, nhưng duy nhất một lần vượt qua mấy đại cảnh giới, cái này cũng có chút quá quỷ dị. Dù là thiên tài cấp độ yêu nghiệt cũng làm không được một bước này, nhưng hiện tại nhiều con mắt tận mắt thấy như vậy, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng, lão thiên gia quá không công bằng, vì cái gì bản thân tân tân khổ khổ vài chục năm, thậm chí mấy chục năm mới đột phá chiến hoàng cảnh, mà có ít người lại một bước lên trời. Rất hiển nhiên, Vân Phán Nhi chính là chân chính một bước lên trời, sau nửa ngày, hồn lực nàng ba động rốt cục chậm rãi nhẹ nhàng xuống, tu vi nàng cuối cùng cũng dừng lại ở chiến hoàng đỉnh phong, cự ly chiến đế cảnh chỉ có cách xa một bước. Đám người hít sâu một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phán Nhi, bọn hắn thậm chí có chút chờ mong, Vân Phán Nhi có thể nhất cử bước vào chiến đế cảnh. Tiêu Phàm cau mày, trong đầu lóe qua một đám suy nghĩ, căn cứ tin tức bên trong tu la truyền thừa, hắn ngược lại có thể đoán được trên người Vân Phán Nhi phát sinh cái gì. Huyền âm tuyệt mạch là một loại huyết mạch đặc thù. Trong miệng Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, thần sắc có chút không được bình tĩnh. Điểm này hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nếu như không phải Vân Phán Nhi tu vi bạo tăng, Tiêu Phàm cũng sẽ không nghĩ tới Vân Phán Nhi nắm giữ huyết mạch chi lực. Bởi vì chỉ có huyết mạch thức tỉnh mới có thể khiến tu vi bạo tăng, tựa như bàn tử chiến tộc huyết mạch, một khi thức tỉnh, tu vi cũng sẽ đột phá đến chiến hoàng cảnh. Bất quá khi đó bản tử vốn chính là chiến hoàng cảnh, tất cả tu vi cũng không có quá tăng. Mà Vân Phán Nhi lực lượng huyết mạch có vẻ như càng thêm bá đạo, vậy mà cự ly chiến đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Thậm chí, Tiêu Phàm có thể cảm giác, tu vi Vân Phán Nhi còn không có xu thế đình chỉ, tựa như còn có thể bước qua đạo khảm ở giữa chiến hoàng cảnh cùng chiến đế cảnh. Nếu như nàng có thể đột phá chiến đế cảnh, há không phải nói rõ, huyết mạch lực lượng Vân Phán Nhi so với chiến tộc huyết mạch còn kinh khủng hơn. Trong lòng Tiêu Phàm hết sức tò mò, Vân Phán Nhi đến cùng ẩn chứa là loại huyết mạch nào, hắn bên trong tu la truyền thừa đều không tìm tin tức có liên quan tới loại huyết mạch chi lực này. Chẳng lẽ là một loại huyết mạch mới?
Tiêu Phàm cau mày một cái. Các ngươi nhìn, nàng muốn đột phá chiến đế cảnh. Đám người có người kinh hô ra, toàn trường hít vào ngụm khí lạnh. Trong vòng một ngày từ một người bình thường, nhất cử đột phá chiến đế cảnh, nàng thật muốn một bước lên trời sao. Chương 839, Ngô gia chấn động. Toàn trường yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người Vân Phán Nhi. Bọn hắn đang chờ đợi kỳ tích phát sinh, sự tình trong vòng một ngày đột phá chiến hoàng cảnh bọn hắn mặc dù cũng chưa từng thấy, nhưng chiến hoàng cảnh tu vi còn không đủ khiến bọn hắn chấn kinh. Nếu như trong vòng một ngày có thể đột phá chiến đế cảnh, tên Vân Phán Nhi đoán chừng cũng sẽ vang vọng thánh thành cùng Nam Vực, thậm chí chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm mấy người cũng lẳng lặng chờ đợi, chuẩn bị chứng kiến kỳ tích sinh ra. Ân, đột nhiên, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một kiếm hướng về hư không đâm tới. Đám người thấy thế, không ít người lộ ra vẻ không hiểu, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị chém giết Vân Phán Nhi, bất quá phần lớn người biết rõ, Tiêu Phàm không có khả năng làm như vậy. Ngược lại Bàn Tử, Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê mấy người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đồng thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là thân hình bọn hắn còn không có động, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ chi lực giam cầm đáng sợ, khiến bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy. Thân ảnh Tiêu Phàm cũng dừng lại ở không trung, thật giống như bị một bàn tay bóp lấy, không nhúc nhích, hắn còn duy trì động tác ra kiếm. Tu sĩ bốn phía cũng giống như thế, liền trong mắt đều không thể chuyển động mảy may, chỉ có thể đứng ngẩn người tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hô, vẻn vẹn trong nháy mắt. Đám người lại phát hiện mình có thể động, không ít người không khỏi tham lam hít sâu mấy khẩu khí, lưng mồ hôi lăn xuống, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiểu muội, chỉ một thoáng, hư không một đạo thanh âm gầm thét vang lên, là Vân Khê phát cuồng gào thét. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phóng tầm mắt nhìn tới vị trí Vân Phán Nhi, liếc nhìn bốn phía lại rốt cuộc không thấy bóng dáng Vân Phán Nhi. Vân Phán Nhi hư không tiêu thất, người nào cũng không thấy nàng biến mất như thế nào. Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, thần sắc khó xử tới cực điểm, vừa nãy hắn sở dĩ xuất thủ chính là phát hiện âm thầm có người tới gần, chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà trong nháy mắt liền giam cầm hắn. Không phải, nói cho đúng, không chỉ giam cầm hắn mà là tất cả mọi người ở đây bị giam cầm, sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt bắt Vân Phán Nhi, tu sĩ ở đây không có một người thấy rõ ràng diện mục chân thật của người kia. Dạng thực lực này quá là đáng sợ, nếu như người kia muốn giết hắn. Tiêu Phàm cũng căn bản bất lực phản kháng, nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm liền hoảng sợ một trận. Chẳng lẽ là chiến thánh? Tiêu Phàm khẽ nói, cau mày. Muốn trước mặt Tiêu Phàm bắt Vân Phán Nhi, chỉ ít chiến đế cảnh là làm không được, coi như tuyệt thế cường giả chiến đế đỉnh phong cũng khó có thể lặng yên không một tiếng động làm được. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có chiến thánh. Vừa nghĩ tới có chiến thánh xuất thủ, trong lòng Tiêu Phàm liền cực kỳ không được bình tĩnh, năng lực quỷ thần khó lường bậc này quá là đáng sợ. Vân Phán Nhi đâu, Quan Tiểu Thất hậu chi hậu giác, hắn hiện tại mới phát hiện, Vân Phán Nhi không thấy tăm hơi. Bàn Tử trầm mặc không nói, cùng Tiêu Phàm ánh mắt va chạm một cái, cuối cùng rơi vào trên người Vân Khê phát cuồng, Vân Khê xông lên Vân Tiêu, quan sát tứ phương, nhưng vẫn như cũ không thể phát hiện thân ảnh Vân Phán Nhi. Vân Khê, xuống, Tiêu Phàm quát khẽ, hắn có thể trải nghiệm tâm tình Vân Khê nhưng là vô luận hắn phát cuồng như thế nào, cũng bất lực. Bởi vì không ai biết. Là ai bắt Vân Phán Nhi đi? Công tử, ta muốn đi tìm tiểu muội, chờ ta trở lại đem mệnh giao cho công tử. Vân Khê lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Đi tìm Vân Phán Nhi, ngươi biết tìm nàng như thế nào sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, lại nói ra, lo lắng sẽ bị loạn, ngươi hiện tại bình tĩnh một cái, theo ta trở về, hảo hảo phân tích một chút. Nói đến đây, Tiêu Phàm nhìn bốn phía một cái. Hắn luôn cảm giác âm thầm có người nhìn tới, tu sĩ chung quanh hắn ngược lại không để ở trong mắt, nhưng âm thầm có mấy cỗ khí tức nguy hiểm tập trung vào hắn. Nếu như không phải U Linh chiến hồn tính cảnh giác rất mạnh, Tiêu Phàm cũng nhất định không phát hiện ra. Vân Khê, nghe lão tam không sai đâu. Nhìn thấy Vân Khê còn chuẩn bị phản bác, Bàn Tử lại bổ sung một câu. Chúng ta đi, Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng không phải lo lắng Vân Phán Nhi, dù sao, đối phương không có ngay tại chỗ giết chết nàng. Mà là bắt nàng, nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn giết chết Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi, sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Vô Song Thánh Thành, ai biết Ngô gia có thể toát ra mấy lão bất tử tới tìm hắn báo thù hay không. Ngô gia dù sao cũng là hào môn vọng tộc Vô Song Thánh Thành, trong tộc có mấy lão quái vật hóa thạch sống tọa trấn cũng không phải là không chừng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bọn hắn đạp không mà lên,
chỉ có Long Vũ lại lặng yên không một tiếng động lưu lại, nhìn bóng lưng Tiêu Phàm rời đi, cắn bờ môi nói. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn. Tiêu Phàm bởi vì lo lắng trả thù Ngô gia, ngược lại không có chú ý Long Vũ, thẳng đến phi hành 300 dặm, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần, nhìn đám người chung quanh, duy chỉ có thiếu Long Vũ. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, chỉ có thể cầu nguyện Long Vũ không việc gì, mặc dù hắn không muốn cùng Long Vũ đến cùng một chỗ, nhưng hy vọng Long Vũ bình an. Thời điểm Tiêu Phàm bọn hắn hướng về chỗ ở, Vô Song Thánh Thành Ngô gia đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, các đại trưởng lão tề tụ phòng nghị sự tranh luận không ngớt. Gia chủ mệnh bài vỡ vụn, 89/10 đã bị Ngộ hại, Ngô gia ta không thể một ngày vô chủ, không biết các vị trưởng lão có chủ ý gì tốt. Trong đó một hắc bào lão giả mở miệng nói, ngữ khí có chút âm dương quái khí. Giờ phút này nên trấn an tộc nhân, mà không phải thảo luận về gia chủ, mặt khác, chúng ta nên thay gia chủ báo thù. Một áo xám lão giả khác mở miệng, đại trưởng lão nói không sai, dám giết gia chủ Ngô gia, liền dùng máu hoàn lại, Ngô gia ta thân làm gia tộc ngàn năm, nào có thể để cho người ta lăng nhục như thế. Hiện tại không phải thời điểm thảo luận vị trí gia chủ. Lại có một nam tử trung niên phụ họa lão giả áo xám đại trưởng lão nói. Lời nói không phải nói như vậy, thù gia chủ tất nhiên phải báo, nhưng vị trí gia chủ mới là trọng yếu nhất, chỉ có gia chủ mới có thể chân chính lãnh đạo một gia tộc, ta cảm thấy nhị trưởng lão nói có đạo lý. Một bà lão mặc hắc bào lên tiếng nói, đám người Ngô gia tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai, thiếu chút nữa thì muốn ra tay đánh nhau, gia tộc lớn liền không còn vạn chúng đồng tâm. Liền tựa như hiện tại, người Ngô Thánh Chi một phương duy trì vì hắn báo thù, mà cùng đám người Ngô Thánh Chi không thạo Ngô gia lại ngấp nghé chi vị gia chủ Ngô gia. Đám người trong lúc nhất thời tranh luận không xuống, Ngô gia cao tầng loạn, người phía dưới tự nhiên cũng liền loạn. Đại trưởng lão, báo thù cho gia chủ cũng không thành vấn đề. Các ngươi ai muốn báo thù, bản thân liền đi, chúng ta tuyệt không ngăn cản. Hồi lâu, nhị trưởng lão hắc bào lão giả cố ý đề cao thanh âm, trên mặt hiện lên một nụ cười, tựa như âm mưu đạt được. Ngươi, đại trưởng lão áo xám khó thở, nhất thời nói không ra lời. Nguy nan trước đó còn tranh luận không ngớt, còn thể thống gì. Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ bên ngoài đại sảnh vang lên, thanh âm không lớn, lại giống như một đạo tiếng sấm, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Lúc này, đám người nhao nhao hướng về cửa đại sảnh nhìn lại, chẳng biết lúc nào, đứng nơi đó một lão giả lưng còng, da rẻ đen kịt mà khô quắt, con người đục ngầu, chỉ còn lại hai tay da bọc xương đứng thẳng, nhìn qua thập phần âm trầm. Bái kiến lão tổ, các đại trưởng lão trong phòng nghị sự thấy thế, bỗng nhiên đứng dậy, cung kính quỳ trên mặt đất, toàn thân nơm nớp lo sợ. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, việc này vậy mà kinh động lão tổ bọn hắn. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.